doanh nghiệp, các thầy cô, giảng viên đến từ các trường đại học và cơ sở đào tạo, đặc biệt là tất cả các bạn sinh viên đang có tại buổi webinar Room Division Chuyện Nhà Nghề ngày hôm nay. Và đến với sự kiện ngày hôm nay, các Tường xin phép giới thiệu đến quý vị anh Đào Quang Thuận, CEO Best Linker, kiêm chủ nhiệm diễn đàn Việt Nam Hospitality Hub. Anh Thuận cũng là một chuyên gia về Revenue Management, đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hospitality. VHH là diễn đàn cộng đồng, diễn đàn của cộng đồng Hospitality tại Việt Nam được tạo ra dành cho những ai đang học tập và làm việc trong lĩnh vực Hospitality với tầm nhìn phát triển ngành công nghiệp không khói vững mạnh và thực hiện sứ mệnh kết nối, giao lưu, chia sẻ, học hỏi và gắn kết. VHH rất mong sẽ mang đến những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia trong lĩnh vực Hospitality đến với cộng đồng chúng ta thông qua hoạt động webinar định kỳ hàng tuần, giúp cho cộng đồng chúng ta học được những kiến thức hữu ích và có thể ứng dụng chúng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp của mình cũng như là công tác học tập. Thông qua sự kiện này, VHH cũng mong muốn là kêu gọi quý chuyên gia muốn đồng hành cùng với VHH. Anh chị muốn đồng hành cùng với VHH chỉ cần rất đơn giản, anh chị chỉ cần gửi mail thông qua email của VHH hoặc nhắn tin trực tiếp vào fanpage của Vietnam Hospitality Hub thì anh chị chỉ cần gửi đến chủ đề và thông tin mình muốn chia sẻ, tất cả những việc còn lại đã có VHH lo. Và nếu anh chị cảm thấy sự kiện của VHH hữu ích thì hãy lên YouTube của VHH để có thể chia sẻ thông tin đến bạn bè và đồng nghiệp của mình để chúng ta cùng lan tỏa những giá trị này đến cộng đồng Việt Nam Hospitality nhé. Và như anh chị và các bạn đã thấy, với chủ đề Room Division Chuyện Nhà Nghề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ phận Room Division để có những kiến thức tổng quan về bộ phận này. Các anh chị và các bạn sinh viên cũng có thể khám phá xem vị trí mà mình mong muốn hiện nay sẽ đóng góp như thế nào vào thành công của bộ phận này. Và ngày hôm nay, VHH rất hân hạnh nhận được sự tham gia và chia sẻ đến từ quý vị diễn giả. Xin trân trọng giới thiệu chị Liên Hoàng, Assistant Director of Room của khách sạn Pullman Phú Quốc. Chị đã có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc chuyên về mảng lưu trú trong ngành hospitality tại các khách sạn như là Pullman Phú Quốc, Beach Resort, Sofitel Langen Metropole Hà Nội, hay là Sofitel Bangkok Songkhapvit, hay Sofitel Philip Plaza Manila. Các vị trí chị từng làm việc đều liên quan đến mảng FO. Vì vậy, các bạn và các anh chị đừng ngần ngại tận dụng cơ hội này để có thể trao đổi thêm với chị Liên về những vấn đề liên quan đến bộ phận này nha. Xin được chào mừng chị. Chị Liên có thể gửi lời chào đến tất cả quý vị ở đây ạ. Chị rất là cảm ơn bạn Tường. Và cũng rất là hân hạnh chào mừng các anh chị cũng như là các bạn đã đến tham gia cuộc nói chuyện ngày hôm nay để chia sẻ và nói chuyện về chủ đề Room Division. Nội dung hôm nay thì dựa trên cái kinh nghiệm làm việc cá nhân, do đó là có thể nó cũng không tránh khỏi những cái sai sót, thì rất là mong mọi người chia sẻ thêm kinh nghiệm cũng như là kiến thức để cái bài nói của chị nó được hoàn thiện hơn. Trong bài nói thì cũng có thể nó có những cái thông tin cơ bản mà nhiều người đã biết rồi, thì xin phép mọi người coi đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể tổng hợp kiến thức. Rất là cảm ơn mọi người. Em cảm ơn chị Liên rất nhiều vì ngày hôm nay chắc chắn em tin là mọi người đang mong chờ tất cả những thông tin chị mang lại. Em cảm ơn chị rất nhiều. Và tiếp theo em xin trân trọng giới thiệu vị diễn giả thứ hai, đó là anh Trần Đức, người đã làm việc trong ngành hospitality hơn 28 năm và trong đó anh đã có 12 năm gắn bó với khách sạn Intercontinental Sài Gòn cho đến tận bây giờ, và có thể nói anh chính là một nhân viên kỳ cựu tại đây. Và cũng tại Intercontinental Sài Gòn, anh đã từng dành một năm làm việc tại vị trí Front Office Manager. Hiện nay thì anh Đức đang đảm nhiệm vị trí Executive Housekeeper. Và năm 2019 thì anh Đức được vinh danh là quản lý buồm tiêu biểu năm 2019 bởi Tổng cục Du lịch Việt Nam. Và năm 2021 thì anh Đức xuất sắc nằm trong top 10 người được trao tặng giải thưởng Performance of Pandemic bởi Hội Housekeeper Châu Á. Xin chào anh ạ, và bây giờ mời anh gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là đôi dòng cảm xúc của mình ạ. Xin chào tất cả các bạn, và tôi cũng rất là may mắn được trò chuyện với các bạn ngày hôm nay. Đây cũng coi như là cái cơ hội mình được khởi động để mà chuẩn bị đón
đón những người khách đầu tiên quay lại Việt Nam sau một thời gian rất là dài và bị gián đoạn. Thì rất cảm ơn các bạn đã tham gia buổi trò chuyện trực tuyến ngày hôm nay ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và hứa hẹn sẽ gửi đến tất cả quý vị tham gia những thông tin vô cùng hữu ích. Và để bắt đầu buổi trò bộ phận lưu trú. Sau khi mà chị chia sẻ xong các phần này thì chị mong muốn là đưa đến cho các bạn một cái nhìn tổng quan về bộ phận lưu trú. Và vai trò của bộ phận lưu trú trong một khách sạn là gì? Những vấn đề thường gặp khi mà làm việc ở trong bộ phận cũng như là trong khách sạn. Sau đó sẽ là cái cơ hội việc làm cũng như là lộ trình phát triển trong bộ phận lưu trú. Trước tiên là chị sẽ đi qua phần định nghĩa nha. Khách sạn nào thì cũng sẽ có bộ phận lưu trú cả, và tùy thuộc vào cái số lượng khu vực dịch vụ ẩm thực như là nhà hàng, quầy bar, quán cà phê, phòng tiệc, thông thường lưu trú sẽ là bộ phận mà có nhiều nhân viên nhất ở trong khách sạn. Bộ phận lưu trú sẽ bao gồm là lễ tân này, bùng phòng, và có thể là có những cái bộ phận và nhân sự cần thiết khác để mang đến cho khách một cái kỳ nghỉ suôn sẻ và thoải mái nhất trong suốt quá trình lưu trú, như là tài xế, nhân viên đón tiếp, nhân viên hỗ trợ hành lý và nhân viên dịch vụ khách hàng. Trong hầu hết các khách sạn thì bộ phận lưu trú họ thường là tạo nhiều doanh thu hơn các bộ phận khác. Thì tuy nhiên là có một số khách sạn điển hình thì lưu trú sẽ là một trung tâm doanh thu chính. Tuy nhiên một số khách sạn mà cung cấp hạn chế về dịch vụ thì doanh thu chỉ chiếm từ 60 đến 80% tổng doanh thu của khách sạn thôi. Thực ra đấy là nhiều, xin lỗi các bạn. Do đó thì như đã đề cập ở trên á, thì bộ phận lưu trú đóng một cái vai trò then chốt về chất lượng dịch vụ trong khách sạn. Thứ hai, chị sẽ xin phép đi sang phần là sơ đồ tổ chức của bộ phận lưu trú là gì. Mỗi một khách sạn thì đều cần có một cơ cấu tổ chức để thực hiện hoạt động hàng ngày của nó. Nó được giúp để phân chia nhiệm vụ này, chỉ định công việc cho từng bộ phận, cũng như là phân quyền trong và giữa các bộ phận với nhau. Việc chỉ định công việc hiệu quả nó sẽ làm tăng được năng suất làm việc cũng như là hiệu quả công việc. Do đó mà các tổ chức trong bộ phận khách sạn sẽ khác nhau dựa vào cái quy mô của khách sạn, loại hình của khách sạn hoặc là vị trí của khách sạn. Với những khách sạn mà quy mô nhỏ, nguồn nhân lực hạn chế thì một bộ phận sẽ kiêm quản luôn cả cái bộ phận, cái công việc của bộ phận khác này. Còn đối với những cái khách sạn 5 sao, 4 hoặc 5 sao thì việc phân chia nó phải rõ ràng và bài bản, bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình hoạt động của khách sạn đó. Và phần thứ ba chị muốn chia sẻ với các bạn đó là về vấn đề mục tiêu của bộ phận là gì. Thì chị sẽ cover ba cái phần chính ở trong cái bài nói ngày hôm nay. Phần quan trọng thứ nhất đó là nó tạo được sự hài lòng cho khách hàng. Thứ hai là cần phải tối ưu hóa được doanh thu cho khách sạn. Và thứ ba là kiểm soát chi phí. Đây là cái slide mà các bạn sẽ nhìn thấy về organization trong một khách sạn của bộ phận Rooms Division. Thì nó chỉ là một bộ phận ở trong khách sạn mà bao gồm những cái bộ phận như là Human Resource, Sales and Marketing, Food and Beverage, Finance, Engineering và Security. Thì Room là một trong những cái bộ phận chính đó. Trong cái bộ phận Room Division thì nó cũng sẽ được chia ra làm hai cái mảng chính. Mảng thứ nhất đó là Front Office và mảng thứ hai là Housekeeping. Các bạn nhìn trên màn hình thì sẽ thấy là nó sẽ chia nhỏ hơn nhiều nữa về các cái phần nhỏ như chị đã nói ở trên. Để nó mang lại cái kiểu cho khách hàng thì cần có Front Desk, Concierge, Bell, Guest Relation, Driver, Club Lounge và Butler. Thì những cái vị trí này thì sẽ đi rõ hơn ở cái phần cuối của bài khi mà chị nói về Personnel của bộ phận. Và sang đến phần thứ hai cũng to không kém, đấy là về bộ phận Housekeeping. Thì bao gồm Executive Housekeeper là người chịu trách nhiệm chính. Dưới đó thì sẽ có một người trợ lý này. Và dưới trợ lý thì rất là xin lỗi mọi người, dưới trợ lý thì có các cái giám sát tầng mà hoặc là và cả giám sát bên bộ phận public area. Ngoài ra thì có laundry, uniform, cái này thì tùy vào khách
sàng nha. Phần này thì nó sẽ rất là sâu và rất là chi tiết, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái công việc hàng ngày của bộ phận buồng, của bộ phận buồng, bộ phận lưu trú. Rồi ạ, chị sẽ đi qua phần là tạo hài lòng cho khách hàng. Làm thế nào để mình có thể nâng cao được cái sự hài lòng cho khách hàng và xây dựng được danh tiếng cho khách sạn? Thì như các bạn biết, hoạt động kinh doanh của khách sạn thì nó cũng như là các cái hoạt động khác, sự hài lòng của khách hàng là một yếu tố cốt lõi quyết định được sự thành công của khách sạn, cái hoạt động kinh doanh của khách sạn. Khi mà bạn tiếp đón khách với một cái sự quan tâm và chân thành, những cái khách hàng họ hài lòng thì họ sẽ nói những cái lời tốt đẹp về cái cơ sở kinh doanh của mình và giúp chúng ta củng cố được danh tiếng. Và họ cũng sẽ là người mà quay lại ở với chúng ta nhiều hơn, từ đó sẽ cải thiện, nâng cao được sự hài lòng của khách hàng. Thì có một cái tip nhỏ là cái việc thường xuyên giao tiếp với khách hàng là một cái động lực cực kỳ quan trọng để tăng được mức độ hài lòng của khách. Do đó chúng ta sẽ cần phải giao tiếp với khách hàng rất là thường xuyên, trải nghiệm của khách hàng mà tiếng Anh mọi người hay nghe thấy gọi là cái guest journey đó. Thì nó được bắt đầu từ đâu ạ? Nó sẽ được bắt đầu từ khi mà khách hàng họ vừa đặt phòng xong, thì chúng ta đã cần phải tương tác rồi. Chứ chúng ta sẽ không cần phải đợi cho đến khi khách đến khách sạn chúng ta mới bắt đầu phục vụ đâu ạ. Khi mà khách mới đặt phòng xong thì chúng ta sẽ cần phải gửi ngay cho họ cái thư xác nhận đặt phòng ngay lập tức để họ biết được rằng các bạn đang mong muốn được phục vụ họ như thế nào. Trong cái trường hợp là khách mới, các bạn hỏi xem họ có cái yêu cầu đặc biệt nào mà cần phải lưu tâm không. Ví dụ như là các cái dịch vụ đón tiễn sân bay này, hay là mình có phải bố trí đặc biệt gì cho trẻ em hoặc là người lớn tuổi đi cùng đoàn hay là cùng gia đình hay không. Còn nếu mà trường hợp là khách quay lại thì mình sẽ cần tìm hiểu thêm về thông tin sở thích của khách từ trong cái hồ sơ thông tin khách hàng mà hiện tại các cái khách sạn của tập đoàn Accor đang sử dụng. Đó là cái phần mềm gọi là ACDC. Nó là một phần mềm dựa trên cái ứng dụng điện toán đám mây ạ. Nó link các cái thông tin của khách hàng cho toàn bộ các khách sạn của Accor có thể tham khảo được. Và khi mà chúng ta có những cái thông tin đó rồi thì chúng ta cũng sẽ nói được cho khách hàng biết được là chúng ta đang sẵn sàng phục vụ họ như là những cái lần trước mà chúng ta đã làm hoặc ở khách sạn mình hoặc là những cái khách sạn cùng tập đoàn đó, thì họ sẽ cảm thấy rất là yên tâm bởi vì chúng ta đã nắm được cái thông tin cần phải biết để phục vụ họ chu đáo hơn. Và mình cần phải chủ động nói chuyện với khách nhiều trước khi đến thì khách hàng sẽ tin tưởng rằng bạn thực sự quan tâm đến cái việc đặt phòng. Và trong cái trường hợp như vậy thì thường khách họ sẽ bình hơn, họ có nhiều các cấp kinh của các khách sạn họ cũng sẽ chọn mình do là mình hay nói chuyện nhiều với họ. Và đây là một cái cách tốt, cái việc mà giao tiếp thường xuyên với khách là một cái cách tốt để giảm được số lượng hủy đặt phòng, tăng công suất của khách sạn cũng như là cái RevPAR, tức là cái doanh thu trên mỗi phòng có của khách sạn ạ. Rồi, đấy là mình đã đi qua đến cái qua vừa được cái phần là sau khi khách đặt phòng xong thì sẽ đến cái trải nghiệm là khi mà khách đến nhận phòng thì chúng ta làm thế nào để có thể nâng cao được cái sự hài lòng của khách hàng đấy ạ. Cái này thì liên quan cực kỳ mật thiết đến các bạn làm lễ tân này, các bạn làm guest relation, các bạn sinh viên thì mới ra trường vào thực tập thì cái này cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Thì căn cứ vào cái yêu cầu đặt phòng của khách hàng, các bạn lễ tân sẽ cần phải chọn cái phòng phù hợp nhất và sau đó nhân viên buồng phòng có thời gian chuẩn bị phòng một cách kỹ càng và sẵn sàng trước khi khách đến. Khi mà khách bước chân vào khách sạn thì chúng ta đừng bao giờ bắt khách phải chờ quá vài phút tại sảnh lễ tân mà không cười với họ một cái và không đưa ra cái ánh mắt của mình ra để giao tiếp với họ, để họ nhận biết được là mình đã biết là họ đã đến rồi. Bởi vì là sau một cái khoảng thời gian di chuyển dài mệt mỏi đó, mà mình lại bắt khách chờ thêm thì lúc đó nó sẽ làm tăng cái sự khó chịu của khách hàng lên. Một số khách sạn quốc tế thì giải quyết được vấn đề này bằng cái cách là cung cấp cho khách cái dịch vụ là nhận phòng trực tuyến. Thì khi mà họ đến nơi là họ sẽ không phải chờ đợi quá lâu tại quầy. Tiếp tới thì chị cũng muốn nhấn mạnh vào một cái mục này, đó là mục cá nhân hóa dịch vụ mà các bạn hay nghe thấy trong tiếng Anh, đó là cái personalized service. Đây là cái xu hướng cực kỳ quan trọng trong các ngành khách sạn hiện nay để làm cho khách hài lòng. Ngày nay khách hàng họ không chỉ cái dịch vụ mang tính cá nhân hóa đâu mà họ mong đợi điều đó khi họ đến khách sạn, bởi vì là họ bạn biết được cái gì họ mong mà không phải lặp lại nhiều lần khi mà họ đã nói với bạn rồi ở những cái lần ở trước rồi.
Đó, thế cho nên là cái personalized service, cá nhân hóa dịch vụ nó rất quan trọng. Do đó mà các cái tập đoàn khách sạn quốc tế họ áp dụng một cái bộ tiêu chuẩn để nhân viên lễ tân họ làm theo trong quá trình giao tiếp với khách hàng. Trong đó thì cái phần trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence được coi trọng và nó được coi là cái mục tiêu đánh giá quan trọng và được lồng ghép vào mỗi một cái trình tự phục vụ khách hàng. Chị xin đưa ra một số những cái yêu cầu ở trong cái bộ tiêu chuẩn đó để các bạn có thể dễ hình dung hơn nha. Ví dụ như là yêu cầu là cần phải sử dụng tên của khách hàng chứ không phải là số phòng. Cái này thì nhiều bạn bị mắc phải, đó là sao? Số phòng thì nó dễ nhớ, dễ nghe. Tên khách thì nhiều lúc là khách đến ở các cái vùng khác nhau, mình đọc không đúng, mình sợ là mình nói sai người ta cười mình hoặc là người ta quát mình. Thế là cứ hay dùng số phòng. Thì tuy nhiên cần phải sử dụng tên khách để tên cho khách, tạo sự gần gũi với khách hàng. Mình gọi, mình có nói sai thì họ cũng sẽ sửa lại cho mình thôi ạ, không sao đâu. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ cần phải sử dụng tên của mình. Khi mà các bạn sử dụng tên của các bạn thì nó sẽ đưa cho người ta một cái sự tin tưởng là bạn sẽ là cái người chịu trách nhiệm một cái cách cá nhân trong những cái vấn đề mà họ có thể sẽ gặp phải trong quá trình lưu trú. Thứ hai đó là cái việc cười như thế nào và giao tiếp bằng ánh mắt ra sao để chúng ta có thể tạo được cái sự thân thiết và cho khách hàng cảm nhận được là bạn đang rất là chân thành với họ. Một điểm nữa đó là tạo ra một cái quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Cái này nghĩa là gì? Nghĩa là trong một cái quá trình nhận phòng hoặc là trong một cái quá trình giao tiếp với khách hàng, nhiều lúc là chúng ta cần phải đưa khách, giới thiệu khách sang một cái đồng nghiệp khác để tiếp tục cái phục vụ khách hàng. Thì khi mà các bạn giới thiệu cho đồng nghiệp của bạn thì bạn cần phải tóm tắt được cái thông tin mà khách đã đưa cho các bạn rồi, hoặc là những cái thông tin mà bạn đã biết về khách đó rồi, để tránh trường hợp khách họ lại phải lặp lại những gì họ vừa nói. Đó. Hoặc là một cái tip nữa là khi mà bạn nên gặp gỡ với khách hàng cùng với đồng nghiệp của mình. Hoặc là mình tạo cho khách hàng cảm nhận được là mình đã bàn giao một cách đầy đủ rồi đó, để họ cảm thấy yên tâm. Và khi mà giao tiếp với khách hàng thì các bạn chú ý là giao tiếp đúng chuẩn mực, không quá xuồng xã, chuyên nghiệp. Tuy nhiên nó vẫn cần phải mang tính cá nhân hóa riêng biệt, vì mỗi người thì họ đều có cái nhu cầu, sở thích và cái trạng thái cảm xúc khác nhau. Mình không đánh đồng họ với một nhóm người. Thế thì nó sẽ tạo cho khách hàng một cái niềm tin là bạn đang rất là quan tâm đến khách. Tiếp theo trong cái việc mà trải nghiệm nhận phòng ạ, thì có một cái là các cái khách sạn ấy họ hay tặng một cái gì đó đặc biệt cho khách mà book phòng trực tiếp. Ví dụ như là nhận phòng sớm này, trả phòng muộn, nâng cấp hạng phòng cho các cái thành viên thân thiết này, ghi điểm cho các thành viên, giảm giá một chút về dịch vụ hoặc là tiện nghi ở trong khách sạn, để những cái người book phòng trực tiếp họ cảm nhận được đó là cái điều đó nó lợi hơn nhiều so với việc là họ book phòng qua công ty du lịch. Và thứ hai nữa cũng khá là quan trọng, đó là nó tiết kiệm được rất là nhiều tiền cho khách sạn. Tiền này là gì ạ? Nó là cái chi phí hoa hồng mà chúng ta phải trả cho công ty du lịch, hoặc là cái chi phí đặt phòng khi mà khách họ book qua các cái kênh trực tuyến. Cái này thì nó sẽ tùy vào từng kênh khác nhau, thì tuy nhiên là nó có thể lên đến 30% phí đặt phòng mất rồi. Và một cái điểm cuối cùng mà chúng ta cũng phải lưu ý trong cái trải nghiệm đến đó là gì? Cần phải đảm bảo các cái yêu cầu dịch vụ hoặc là khiếu nại của khách hàng được xử lý sớm nhất, tốt nhất và theo cách cá nhân hóa nhất. Ví dụ như là mình đưa cho họ cái đường dây nóng của khách sạn, chính là quản lý ca trực để họ có thể liên hệ ngay khi mà họ cần để xử lý cho họ. Rồi, tiếp theo trong cái sự hài lòng của khách hàng thì chị sẽ xin nói về phần trải nghiệm trả phòng. Thì nó cũng giống như là cái dịch vụ nhận phòng trực tuyến, khách hàng cũng đánh giá cao, quy trình trả phòng nhanh, suôn sẻ và không trải qua nhiều các cái khâu phức tạp. Thì có một cái dịch vụ rất là hay, đó là giới thiệu được cái quy trình cho phép khách đưa ra yêu cầu trả phòng trước. Cái này sẽ giúp cho nhân viên lễ tân sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng với tất cả các cái hóa đơn dài này, phức tạp và có nhiều cái chứng từ đi kèm. Khi trước khi khách đến thanh toán tại quầy, mà thường là khách họ hay đến thanh toán vào cái giờ cao điểm. Khi mà khách đến thanh toán thì các bạn nhớ là phải hỏi khách về thời gian lưu trú ạ. Thì có cái gì mà chúng ta có thể cải thiện được dịch vụ hơn không? Nhớ là những cái này nó sẽ nên nằm ở trong cái tiêu chuẩn của tập đoàn, cũng như là các cái quy tắc mà nó nằm ở trong cái khả năng của khách sạn mình. Nó không gọi là vi phạm pháp luật hay gì đó. Nếu mà khách hàng mà họ hài lòng á, thì mình sẽ đề xuất họ viết đánh giá về khách sạn ở trên các cái nền tảng trực tuyến. Vì sao mà cái này nó quan trọng các bạn biết không ạ?
Bởi vì là cái sự chu đáo ở trong dịch vụ sẽ tạo ra những cái vị khách hài lòng. Và theo một nghiên cứu thì khoảng 96% người dùng họ sẽ đọc các cái đánh giá về khách sạn này trước khi mà họ quyết định một chuyến đi hoặc là quyết định đặt phòng khách sạn nào đó. Thế cho nên là một việc làm của các bạn lúc mà thực hiện cái trả phòng cho khách là các bạn hỏi khách xem cái trải nghiệm của khách có tốt hay không. Một số chú ý khi mà các bạn hỏi đó là nếu mà khách trả lời không được tốt lắm thì mình phải hỏi lý do là gì, những cái gì để chúng ta có thể cải thiện. Và nếu như khách thực sự là hài lòng thì các bạn cũng không yêu cầu, tức là các bạn không chủ động yêu cầu là họ phải đánh giá tích cực, là các anh đánh giá cho khách sạn em thật là tốt vào nhé, thì cái đấy nó cũng hơi bị nó có thể mang ra để chống lại các bạn, bởi vì là mình đang xin người ta đánh giá tốt. Mà cái tip ở đây là gì, là mình sẽ nhờ họ đăng những gì mà họ thích trong khách sạn mình, thì đương nhiên là họ thích thì họ sẽ nói tốt, đúng không ạ? Và cũng không yêu cầu họ đưa tên của bạn vào trong cái bài đăng đó, bởi vì là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái mức độ hài lòng về dịch vụ mà bạn cung cấp, để người ta có muốn đưa tên của bạn vào không. Có rất là nhiều khách hàng họ rất là happy với cả nhân viên, thì họ không chỉ tiếp cho nhân viên đó mà họ còn đưa tên của nhân viên đó lên trên các cái bài viết comment cho khách sạn. Có một số những cái thông tin mà chị muốn đưa thêm, cái này lấy ở trong cái bài báo của trường Harvard đó. Đó là nếu mà khách sạn tăng được cái xếp hạng của mình lên 1% thì mình có thể tăng được giá bán lên là 11,2% và cũng giúp cho cái lượng đặt phòng gia tăng được 14,2%. Đó, thì các bạn hiểu được là những cái hành động nhỏ của mình trong suốt quá trình giao tiếp với khách hàng nó sẽ giúp cho khách sạn tăng được cái revenue cũng như là hài lòng của khách hàng như thế nào. Điểm thứ hai ở trong cái sự hài lòng của khách hàng mà chị muốn nói đến đó là việc giữ chân khách hàng ra sao. Thì cái việc giữ chân khách hàng này nó cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc nâng doanh thu của khách sạn mình lên. Theo như một báo cáo ở trên cái tạp chí kinh doanh Harvard ấy, thì cái việc tạo ra khách hàng mới ấy, nó có thể đắt hơn từ 5 đến 25 lần so với việc là giữ chân được một khách hàng hiện có. Và cũng một chú ý thú vị nữa đó là trong cái ngành khách sạn, nếu mà bạn có cái chiến lược giữ chân khách hàng hay á, thì có thể mang lại lợi nhuận gấp 10 lần. Đó. Thế thì cùng với cái việc mà tạo ra doanh thu thì việc giữ chân khách hàng hiệu quả cũng có thể giảm được cái chi phí thu hút khách, giúp bán được thêm các cái dịch vụ mới và thậm chí là tạo ra được một mạng lưới khách hàng ổn định cho khách sạn. Cũng theo cái Harvard Business Review, khách hàng có khả năng, đây là có khả năng nha, chi tiêu nhiều hơn 140% sau một trải nghiệm tích cực với những khách hàng mà đã phải trải qua một cái trải nghiệm tồi. Thế cho nên là khi mà khách hàng còn đang ở trong nhà với các bạn thì cố gắng là gì, tạo ra các cái gói spa, chương trình, các cái sản phẩm F&B trải nghiệm tốt và giới thiệu cho khách hàng, bán cho họ khi mà họ đang ở. Nhưng cũng không được quên một cái điều cơ bản, đó là gì, hãy phục vụ một cách hiệu quả và khiến họ hài lòng. Chị xin phép đưa thêm một số cái dữ liệu con nữa theo cái tạp chí của Forbes để mọi người có con số thì mọi người sẽ dễ nhớ và dễ hình dung hơn này, là tỷ lệ giữ chân khách hàng mà tăng được 2% thì nó sẽ tương đương với lợi nhuận bị khi cắt giảm 10% chi phí. Bởi vì là trong những cái lúc mà khó khăn như này, các khách sạn là hay nghĩ đến cái việc là cần phải cắt giảm chi phí lắm. Thế cho nên là các bạn nhớ là gì, ngoài cái việc cắt giảm chi phí thì các bạn có thể giữ được 2% lượng khách thì nó cũng sẽ tương đương được với cái 10% lợi nhuận khi mà các bạn cắt giảm chi phí rồi. Và thứ hai nữa là một khách hàng mà họ có cái trải nghiệm tích cực thì họ sẽ đi kể trung bình là cho 9 người. Còn những cái người nào mà họ thì họ sẽ đi kể cho 16 người cơ. Đó. Thế cho nên là các bạn cố gắng nha, là khi mà trong quá trình làm việc luôn luôn chú ý là nào để cho họ quay lại. Thì từ đó các bạn sẽ nhìn thấy là cái trải nghiệm của khách hàng ấy, nó có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của khách sạn. Nó ngoài cái việc mà tăng được khối lượng bán hàng thì nó còn hỗ trợ giảm được cái chi phí tiếp thị cho khách hàng. Viết của khách hàng đều bằng cái của những họ. Thì cái phản hồi khi mà khách sạn nhận được cái phản hồi này thì nó sẽ giúp khách sạn hiểu hơn một số cái quan điểm của khách hàng. Và nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái xếp hạng của khách sạn
vì là khách hàng sẽ đưa ghi điểm cho từng cái hạng mục trải nghiệm đến, trải nghiệm đi hoặc là cái sự sạch sẽ ra sao, và từ đó nó sẽ ra một cái điểm tổng hợp và nó sẽ đánh giá được cái xếp hạng của khách sạn ở trong 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 cái concept, trong trong cái concept hoặc là trong cái tập đoàn khách sạn của mình. Và phần mềm này cũng cho phép khách đăng tải các cái đánh giá của họ lên cái trang TrustYou của khách sạn. Và cái này cũng có thể giảm thiểu được cái việc là nếu mà khách hàng có cái nhận xét tiêu cực thì họ sẽ không đưa tiếp lên các cái trang công khai như là TripAdvisor. Vì sao? Bởi vì họ đã được nói rồi, họ được xả được cái không vui của họ rồi thì họ sẽ có xu hướng là không đó. Và một cái chức năng nữa của cái phần mềm này chị thấy rất rất là hay, đó là nó cho phép khách cung cấp được cái phản hồi ở trong thời gian thực tế. Thì thực tế mà khách hàng họ họ post lên trên Facebook start tên của khách sạn á, là nó sẽ chạy về một cái device của nhân viên trong khách sạn, và từ đó khách sạn sẽ phản ứng được rất là nhanh chóng với những cái nhu cầu hoặc là cái sự thất vọng của khách hàng. Cái tính năng này nó thích ứng với cái xu hướng ngày nay khi mà khách muốn chia sẻ các cái trải nghiệm trên mạng xã hội ngay tại cái thời điểm họ đang đang trải nghiệm mà đi về họ mới nói. Rồi chị đã cover xong được cái phần dân khách hàng rồi đấy ạ. Phần hai cái phần đó thì nó đã cover được cái phần nói đến là cái phần làm thế nào để chúng ta tạo được sự hài lòng khách hàng. Một cái mục tiêu của bộ cùng phòng nói đến ngày hôm nay đó là về tối ưu hóa doanh thu. Thì nhân viên bán hàng, nhân viên lễ tân, xin lỗi, lễ tân thì nó cũng như là các cái nhân viên khác ở trong khách sạn mình thôi, thì họ là một người bán hàng. Cái điều quan trọng là như này ạ, hầu hết khách hàng họ không phải họ lúc nào cũng biết họ muốn gì trước khi đến, nhưng họ biết rằng họ muốn có một cái thời gian vui vẻ. Thế cho nên là nhân viên lễ tân sẽ có nhiều cơ hội để trợ giúp khách ở trong việc này. Vì sao mà thế ạ? Đội ngũ lễ tân thì là tiên tiếp xúc với khách hàng ngày, cho đó là cái cơ hội bán hàng rất là lớn. Cho nên cái việc mà tập trung đào tạo nhân viên lễ tân á, là điều hết sức cần thiết để họ hiểu được cái ý nghĩa của việc bán sản phẩm và dịch vụ của khách sạn là gì. Vì sao ạ? Đề xuất ra một cái sản phẩm dịch vụ mà nó phù hợp hơn cho khách hàng á, mà sẽ mang lại một cái trải nghiệm tốt hơn, từ đó sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng, và sẽ từ đó chúng ta nâng cao được cái chất lượng dịch vụ cũng như là tăng được doanh thu cho khách sạn. Ở trong cái phần này chị xin giới thiệu về hai mảng. Thứ nhất là bán nâng hạng sản phẩm, thứ hai là bán các dịch vụ khác ở trong khách sạn. Bán nâng hạng sản phẩm thì tiếng Anh họ hay gọi là cái upselling, đúng không ạ? Thì upselling là gì? Khi mà nhân viên lễ tân bán các cái hạng phòng cao hơn, do là cái đặc điểm phòng lớn hơn này, tầng cao hơn, tầm nhìn đẹp hơn, hoặc là những cái phòng mà nó đi kèm các cái tiện ích và dịch vụ cao cấp hơn như là trà chiều, hoặc là có đi thêm massage, hoặc là có thêm các cái bữa ăn ở trong cái gói phòng ạ, thì đấy là các bạn đang bán hạng, nâng hạng phòng. Nhân viên lễ tân cũng có khả năng là hướng cho khách tới cái việc lưu trú lâu hơn, hay còn gọi là bán thêm length of stay đấy. Thì để làm tốt được cái này, chúng ta cần phải có những cái gói phòng phù hợp mà bên revenue là cái người họ đưa ra. Thì hiện tại trong khách sạn chị đang có những cái gói phòng cho 1 tuần này, 2 tuần hoặc là 1 tháng. Bởi vì là khách họ có nhu cầu đi trốn dịch, thì cho nên là nhiều lúc mà khách hàng họ đến họ ở thử 1-2 hôm thôi, thì các bạn lễ tân sẽ hướng đến là gì? Hay là anh chị ở 1 tuần đi, vì là 1 tuần đó cái giá nó sẽ không nhỉnh hơn quá nhiều, nhưng mà nó giúp tăng doanh thu cho khách sạn. Hoặc là nếu mà khách đi gia đình đi với trẻ nhỏ, thì các bạn hoàn toàn có thể propose cho khách là mua thêm 1 phòng nữa với giá hơn. Bởi vì thường thường các khách sạn họ hay có cái chương trình ưu đãi cho gia đình lắm, là đi thêm 1 phòng nữa, mua thêm 1 phòng nữa thì có thể được 50% giá, là cái phòng cho trẻ con đấy ạ. Phần trăm giá đây là phòng thôi, bởi vì là trẻ con thì thường thường là cái chi phí nó không cao bằng cái phòng chính kia. Và khi mà đi với trẻ con mà họ ở trong 1 phòng á, mà họ không mua phòng thứ hai, thì cái chi phí nó cũng sẽ bị nhiều, mà chúng ta cũng chỉ thu được tiền cho có 1 phòng. Thế cho nên là mình hay hướng họ mua thêm một cái phòng nữa, thì chỉ cần giả thêm 50% cái tiền phòng của bố mẹ là đã đi rồi, và mình sẽ cần phải sắp xếp cho họ một cái phòng connecting, cái phòng mà có cửa thông giữa 2 phòng á, họ sẽ hay muốn mua thêm cho là nó tiện lợi. Một cái dịch vụ nữa là gì ạ? Nhận phòng sớm và trả phòng trễ là 2 cái dịch vụ
bán thêm được rất là tốt để nâng cao được cái trải nghiệm khách hàng cũng như là tăng doanh thu. Có một số khách sạn là chưa làm tốt được việc này. Cái lý do cho điều đó là gì? Là mình chưa đưa ra được cái mức giá phù hợp, hoặc là để làm được cái việc này thì cần nhiều nỗ lực trong việc là điều phối các bộ phận là reservation này, front office và housekeeping, bởi vì là mình cần phải có giờ đến giờ đi để còn phân bổ phòng phù hợp. À, rồi là sắp xếp phòng như thế nào, mấy giờ khách đến thì bên housekeeping họ phải làm phòng. Thế nên là cái sự nỗ lực trong giao tiếp giữa các bộ phận là phải nhiều hơn. Một cái việc mà các front office manager cần phải làm nữa là gì? Nghiên cứu khách, danh sách khách trước khi khách đến. Đặt phòng của họ là gì này, sở thích đặt phòng của họ ra sao, để mình hiểu hơn về khách. Sau đó thì mình sẽ nghĩ xem có những cái dịch vụ gì phù hợp với khách này. Và khi mà khách đến thì bắt đầu chúng ta sẽ mời khách mua những cái sản phẩm bán kèm cho nó phù hợp. Đó là về cái vấn đề là chị sang cái vấn đề về bán sản phẩm dịch vụ khác. Cái này nó gọi là cross selling. Thì trong có khách sạn chúng ta sẽ cần phải tạo ra được văn hóa bán hàng, đào tạo nhân viên lễ tân hiểu rõ cái khách sạn của mình hoạt động như thế nào và các cái thông tin của khách sạn ra làm sao, để họ có thể tìm kiếm nhiều hơn cái cơ hội kinh doanh với cả khách hiện tại đang lưu trú trong khách sạn. Và đương nhiên là chúng ta cần cung cấp các cái khóa đào tạo về bán hàng cho nhân viên lễ tân, ví dụ như là bán hàng bằng cách gợi ý này, làm sao để vượt qua được cái sự lưỡng lự của khách hàng, rồi bán các cái sản phẩm có lợi nhuận cao, hoặc các bạn cần phải đối mặt với cái sự phản đối của khách hàng ra sao, hoặc là quan sát những cái tín hiệu mua hàng của khách như thế nào. Thì những cái khóa đào tạo nhỏ này nó sẽ giúp cho các bạn ấy tự tin hơn trong cái việc là bán sản phẩm của khách sạn. Và cũng nên là thảo luận với đội lễ tân để nâng cao nhận thức của họ và cái cách họ giúp cho cái công việc kinh doanh của khách sạn như thế nào. Ví dụ như là chúng ta chuyển đổi khách OTA, tức là khách họ đặt qua các kênh đặt phòng trực tuyến sang đặt phòng trực tiếp với khách sạn để giảm được chi phí hoa hồng và có thêm được cái thành viên mới vào chương trình khách hàng thân thiết. Cái này là một cái bước mà các bạn sẽ làm trong lúc mà các bạn giúp khách nhận phòng, hoặc là các bạn trong quá trình nói chuyện với khách hàng thôi. Rồi khi nhân viên tổng đài á, họ nhận được cái yêu cầu về phục vụ đồ tại phòng, mình gọi là room service đấy ạ. Thì mình hãy gợi ý ra một cái số món đơn giản khi mà khách đã kết thúc order của họ. Ví dụ như là anh chị có muốn thêm ly trà hay là ly cà phê không, bởi vì nó rất là hợp với món ăn này. Hay là anh chị có muốn mua thêm đĩa trái cây hoặc là ly kem nhỏ cho em bé không. Thì những cái món này nó rất là nhỏ, thì cái việc mà khách họ đồng ý là khả năng là cao. Và đương nhiên là nó sẽ giúp tăng thêm một chút doanh thu cho khách sạn rồi. Và nhân viên lễ tân á, thì mình cũng cần phải dành nhiều thời gian để có thể kết nối với khách hàng tại quầy này, tại sảnh, và tìm hiểu xem là sở thích rồi là nhu cầu của khách là gì, để mình gợi ý ra những cái dịch vụ liên quan. Ví dụ như là mình đang có khuyến mại ăn uống, khuyến mại spa, hay là mình có dịch vụ xe đưa đón cho khách đi học, đi chơi, hoặc là các cái gói trang trí phòng cho những cái dịp đặc biệt cho khách hàng. Và một cái yếu tố cực kỳ quan trọng nữa là các bạn nhân viên luôn luôn cần phải làm giàu kiến thức của bản thân mình và luôn luôn tỏ ra sẵn sàng. Bởi vì sao ạ? Các bạn đứng ở sảnh thì khách hàng họ là người tới gặp các bạn đầu tiên, hoặc là khi mà họ gọi đến khách sạn thì cũng là các bạn là người nói chuyện với khách. Thì khi mà nhân viên bán hàng họ không, nhân viên sale đấy, họ không ở trong văn phòng, thì nhân viên lễ tân cần phải ghi lại những cái thông tin cơ bản để bên sale họ có thể liên hệ lại với khách. Thay vì một số lần khi mà chị gọi đến khách sạn ấy, thì họ nói sao? Xin lỗi là anh chị đã gọi đến quầy lễ tân, nhân viên bán hàng đi hết rồi làm rồi, hay là anh chị gọi lại vào ngày mai nhé. Thế thì đương nhiên là chúng ta đang bị tụt mất một cơ hội rồi. Mình cần phải propose là gì? Lấy những cái thông tin liên hệ của khách hàng, hỏi đến cái nhu cầu cơ bản của họ là gì, và brief lại cho nhân viên sale, để ngày mai khi mà nhân viên sale họ đi làm á, họ có thể liên hệ lại được với khách rồi. Ngoài ra thì nhân viên lễ tân các bạn cũng sẽ được đào tạo làm thế nào để nhận phòng khi mà khách muốn đặt. Và các bạn nhớ là luôn phải chịu trách nhiệm follow những cái yêu cầu của khách đưa ra. Và nếu như các bạn không thể trả lời được rõ ràng bởi vì các bạn không đầy đủ, không có đủ thông tin ý, thì mình sẽ cần phải hẹn khách là liên hệ lại, chứ không bảo là em không biết đâu hay là anh chị gọi lại sau nhé. Đó, đấy là những cái điều rất nhỏ nhưng mà nó sẽ giúp rất nhiều trong cái việc là thể hiện hình ảnh làm việc chuyên nghiệp và cẩn thận tỉ mẩn của các bạn. Vâng, thì tóm lại thì sao ạ? Cái việc bán nâng cao dịch vụ hoặc là sản phẩm này nó đóng góp vào cho doanh thu của khách sạn. Nó tạo cơ hội để khách hàng biết thêm về sản phẩm cũng như là dịch vụ.
và nó mang đến một hình chuyên nghiệp. Từ đó thì khách hàng sẽ cảm thấy tin tưởng hơn vào dịch vụ cũng như là sản phẩm của khách sạn. Và cho dù khách hàng họ có nói không đi thì các bạn cũng đã tạo được thêm mối liên hệ với khách hàng của mình rồi, bởi vì các bạn đang spend time, các bạn đang dành thời gian của mình ra để nói chuyện với cả khách hàng, đúng không ạ? Rồi, tiếp tới này, trong cái lúc mà chị làm việc thì tại cái công ty cũ á, thì có một cái phần mềm bán hàng nâng cao. Tức là như bình thường là các bạn thấy là bán upselling hoặc cross-selling là mình biết về sản phẩm thì mình bán. Thế nhưng mà nó có cái công nghệ được sử dụng cho cái công việc này mà cả chị được sử dụng rồi, thì nó là cái phần mềm NoOne của bên Oracle họ cung cấp. Thì nó sẽ, cái phần mềm này nó tính toán được cái nhu cầu của khách hàng, và nó biết được là sản phẩm nào của khách sạn phù hợp với khách đó, bởi vì nó lọc những cái thông tin của khách hàng trên máy á, để nó dự đoán được cái mức độ sẵn sàng chi trả của khách cho những cái sản phẩm dịch vụ ngoài cái số tiền mà khách họ đã thanh toán cho khách sạn rồi. Nó thông minh như vậy. Thế và cái giải pháp này nó cũng sẽ tiếp cận khách trong suốt cả quá trình du lịch, từ khách mà lúc mà khách đặt phòng này, email trước khi đến, email vào phút cuối khi khách đến nhận phòng, hoặc là khách do đó là khách có thể tùy chọn cái thời điểm mà khách muốn mua sản phẩm, tùy vào cái sở thích của khách. Thì cho nên là khách sạn mình là nắm bắt toàn bộ cái nhu cầu mong muốn của khách, không bỏ lỡ một cái thời điểm nào. Phần mềm này nó cũng cho phép nhân viên lễ tân điều chỉnh được giá bán, nâng hạng sản phẩm. Đương nhiên là cái này nó phải phụ thuộc vào bộ phận doanh thu đưa ra một cái mức giá phù hợp và cập nhật nó vào trong hệ thống. Phần mềm này cũng sẽ gợi ý cho các bạn lễ tân về các cái tính năng của sản phẩm dịch vụ để mình có thể bán hàng một cách thuyết phục hơn. Bởi vì khi mà các bạn bán một cái đồ gì ấy, là các bạn cần phải miêu tả về cái tính năng của sản phẩm và nó giúp ích được cái gì cho khách nào đó, một cái khách cụ thể nào đó. Cho nên là nó đưa được những cái thông tin mà có thể là nó gợi ý cho mình. Thì tuy nhiên thì kể cả có cái phần mềm này đi chăng nữa, các bạn cũng không được bỏ qua một cái kỹ năng bán hàng cực kỳ là cơ bản, đó là nó phải dựa trên thảo trải nghiệm của bản thân mình, những cái điều mà mắt thấy tai nghe. Ở tiếng Anh nó hay gọi là cái first hand knowledge, thì nó sẽ mang cái tính thuyết phục hơn rất là nhiều. Cái chương trình NoOne này nó tích hợp được với phần mềm quản lý khách sạn, cho nên là cái công việc giấy tờ lưu trữ sau đó nó được giảm thiểu rất là nhiều. Và cái công ty này ạ, họ cung cấp một số cái thông tin rất là hay, là cái hành vi của khách hàng thay đổi như thế nào sau đại dịch. Thì chị xin chia sẻ là như này: cái hành vi đặt chỗ trước đã thay đổi từ khi đại dịch bắt đầu, thời hạn đặt phòng ngắn hơn rất là nhiều, nhu cầu thị trường thì chuyển từ khu vực đô thị sang các cái bãi biển và khu nghỉ dưỡng, và từ các thương hiệu cao cấp sang các thương hiệu tầm trung hơn. Điều thay đổi lớn nhất trên toàn cầu là yêu cầu nhận phòng sớm và trả phòng muộn đã tăng lần lượt là 13% và 34%. Điều đó phản ánh mong muốn của khách hàng là không phải chờ đợi ở những không gian công cộng như là sảnh khách sạn, và loại sản phẩm được yêu thích nhất vẫn là nâng hạng phòng. Đó, thì cái công nghệ này nó cho chúng ta những cái thông tin rất là hay để khách sạn có thể đưa ra được những cái gói phòng và sản phẩm hơn phù hợp hơn để chúng ta có thể bán cho khách hàng để họ mua và tăng doanh thu cho khách sạn, đúng không ạ? Vâng, và điểm thứ ba chị xin cover, đây là điểm cuối cùng ở trong cái phần mục tiêu của bộ phận lưu trú, đó là kiểm soát chi phí. Thì sau khi chúng ta đảm bảo về sự hài lòng của khách hàng này, chúng ta tối ưu hóa doanh thu, thì chúng ta cũng có một phần nữa đó là phải giảm thiểu, kiểm soát được cái chi phí của mình. Thì trong khách sạn, buồng phòng là một cái bộ phận rất là lớn về số lượng nhân viên, và nó cũng là cái bộ phận mà chịu trách nhiệm gánh nhiều chi phí nhất. Nó là cái chi phí giặt là, đồ vải, rồi là các cái đồ thiết yếu ở trong phòng khách sạn. Và rồi cái tiền cũng rất là lớn, đấy là tiền lương và phúc lợi của nhân viên, vì họ có nhiều nhân viên nhất mà. Thì làm thế nào để kiểm soát được chi phí của cái bộ phận này một cách hiệu quả? Thì thứ nhất đó là về vấn đề nhân sự. Trong nhân sự thì chúng ta cần phải quản lý thời gian làm việc của nhân viên bằng cái việc như sau. Thứ nhất là mình lên cái lịch làm việc phù hợp, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, xếp lịch làm thêm giờ, hoặc là vào những cái ngày bận rộn thì phải xếp lịch phù hợp ra sao. Cần phải sử dụng những cái dữ liệu liên quan đến thời gian dọn dẹp phòng như là diện tích phòng, số lượng khách, thời gian lưu trú để đưa ra được dự đoán chính xác hơn và tính công suất làm phòng. Cần kiểm tra và chỉnh sửa lịch thường xuyên phù hợp với cả công suất phòng. Ngoài ra thì phải xem xét là cái sự kiện trong khách sạn sắp tới có gì, có wedding không, có conference gì không, rồi xem dự báo thời tiết ra sao, bởi vì là những cái việc này nó cũng ảnh hưởng đến một số cái vị trí mà nó không phụ thuộc vào lượng khách, như là cái khu vực dọn dẹp công cộng hoặc là những cái vị trí mà chạy order của khách ấy ạ. Thì mình cũng cần phải
xem là kể cả đoàn khách có hay không, đoàn khách đấy là thuộc của đoàn khách business hay là đoàn khách leisure, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc sắp xếp nhân lực ở trong bộ phận. Và bộ phận buồng phòng cũng cần phải phối hợp chặt chẽ với lễ tân trong việc phân bổ phòng để chúng ta có thể tối ưu hóa được nhân lực. Trong cái ngành khách sạn thì có một cái thông lệ mà mọi người cũng hay dùng á, đó là để phòng lại, treo phòng. Khi mà công suất giảm thì chúng ta không sắp xếp nhiều nhân viên đi làm một lúc mà chúng ta sẽ cần phải dàn bớt ra. Thế cho nên là các bạn ấy sẽ không dọn phòng hết trong một ngày được, mà các bạn ấy sẽ để lại cho những cái ngày sau. Đương nhiên là chúng ta cũng phải cho cái phòng đó nó được dọn sơ qua để tránh nó bị hỏng hóc ở trong phòng, đồ đạc nó có rác rất là phải bỏ ra đó. Và cuối cùng ở trong cái phần quản lý thời gian làm việc của nhân viên ấy, là chúng ta phải phát huy được cái khả năng của nhân viên là giao cho thêm cho các bạn các cái dự án làm việc trong cái thời gian rảnh. Mình tạo ra các cái hạng mục kiểm tra về khu vực làm sạch sâu ở trong phòng hoặc là khu vực công cộng. Thì khi mà cái occupancy nó thấp hơn, chúng ta sẽ đưa các bạn ý cái dự án này để đi làm. Rồi, tiếp tới trong cái chiến lược nhân sự, đó là việc tối ưu hóa đào tạo. Và cái này thì cực kỳ quan trọng. Vì sao? Tập trung vào đào tạo nó sẽ giúp cho nhân viên, khi mà các bạn tập trung vào đào tạo nó giúp cho cái người quản lý tuyển được cái nhân viên mà có đam mê cũng như là tham vọng mà không cần quá nhiều kinh nghiệm. Đây sẽ là một cái chiến lược cực kỳ hiệu quả về chi phí, vì là những người nhiều kinh nghiệm thì đương nhiên là bạn phải trả cho họ nhiều tiền hơn, đúng không? Thế thì đây là một cái để tiết kiệm được một chút chi phí này. Và một cái lợi nữa, đấy là cái đội ngũ nhân viên của bạn khi mà họ được đào tạo bài bản thì họ sẽ làm việc chính xác theo cái tiêu chuẩn của khách sạn. Rồi là bạn cần phải huấn luyện cho nhân viên cái cách sử dụng công cụ dụng cụ, cái cách sử dụng hóa chất đúng cách. Đương nhiên là nó sẽ đảm bảo được cái việc là không lãng phí hóa chất và giữ gìn được cái đồ công cụ dụng cụ dùng được lâu hơn. Rồi là gia tăng được cái việc đào tạo chéo cho nhân viên, vì là cái việc này nó cũng mang lại rất là nhiều lợi ích, như là nhân viên của các bạn sẽ linh hoạt hơn này, đào tạo được thay thế cho các nhân viên đã nghỉ việc. Mình cũng cần phải xây dựng được cái chương trình hướng nghiệp cho nhân viên, bởi vì nhân viên khi mà họ phát triển cùng với bạn thì họ sẽ gắn bó nhiều hơn với cả tổ chức, và nhân viên họ cũng có một cái góc nhìn rộng hơn về khách sạn mình cũng như là về cái tổ chức của cơ quan mình. Trong cái phần kiểm soát chi phí thì chị vừa đi xong được cái phần chiến lược nhân sự rồi ạ. Bây giờ chị xin phép là sang đến cái phần là kiểm soát chi phí ở các hoạt động khác. Cái một số các hoạt động mà chúng ta cũng nên để ý đến để kiểm soát chi phí, đó là chi phí về giặt ủi. Thì đương nhiên là nhiều phòng hơn, nhiều phòng ở hơn thì cái việc thay chăn ga gối đệm nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí giặt là, đúng không ạ? Thế thì hiện tại các khách sạn hầu hết nó đều áp dụng cái hoạt động kinh doanh xanh, đó là giúp cho người tiêu dùng, là cái người khách hàng ấy, họ cũng thấy thoải mái hơn nếu như mà họ có ý thức về hệ sinh thái. Và nó cũng sẽ tiết kiệm được nhiều tiền cho khách sạn. Đó. Thì đây là một cái giải pháp là đôi bên cùng có lợi. Thứ hai nữa là sử dụng đúng lượng hóa chất tẩy rửa. Thì cái máy kiểm soát độ pha loãng nó sẽ cho phép mình đo lường được chính xác việc này. Bởi vì là một số cái hóa chất tẩy rửa dùng trong khách sạn khá là đắt. Bởi vì là mình phải dùng những cái đồ mà nó được tập đoàn công nhận rồi. Ví dụ như là bên Accor là dùng của bên Diversity á. Đó thì phải pha đúng cái lượng đầy đủ, vừa là đảm bảo giảm thiểu được cái chi phí, thứ hai nữa là cũng không làm hỏng sản phẩm. Rồi là nếu có thể thì mình có thể giặt hàng vải vào ban đêm, bởi vì là trong cái thời điểm này là cái giá điện nó rẻ hơn nhiều, cái này là nếu có thể thôi. Và khi mà giặt thì cố gắng là giặt được hết công suất máy khi có thể, bởi vì là hết công suất thì máy nó hoạt động, nó cũng đảm bảo là máy chạy tốt, và thứ hai là cũng không bị giặt nhiều lần tăng thêm chi phí. Một cái cách để giảm thiểu chi phí nữa đó là việc tiết kiệm năng lượng, thì cần phải phối hợp chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật để cho cái công tác là mở phòng, đóng phòng hoặc là các cái khu vực công cộng tiết kiệm chi phí. Bởi vì là hiện tại có một số khách sạn họ không chạy hết các cái khu vực của họ đâu, họ đóng tầng hoặc là đóng một số các cái outlet á, thì phối hợp chặt chẽ với nhau để giảm được cái chi phí điện năng. Thứ ba nữa là vấn đề mua hàng hiệu quả thì đây.
Cái này cũng rất là hay này. Khách sạn thì thường liên hệ với các nhà cung cấp ạ. Cho nhất là trong cái thời điểm đại dịch này thì chúng ta cần liên hệ với các nhà cung cấp để xem là họ có thể offer cho mình một cái giá ưu đãi hơn không. Đó, hoặc là giảm giá cho mình. Và nếu mà có thể thì cũng thường xuyên kiểm tra trên thị trường để đảm bảo là khách hàng nhận, là đảm bảo là bên khách sạn của mình nhận được cái ưu đãi tốt nhất của bên nhà cung cấp. Và sau khi mà đã xác định đúng được cái nhà cung cấp rồi thì đảm bảo rằng là khách sạn mua hàng một cách có lợi, ví dụ như là mình mua nhiều thì cái giá sẽ rẻ hơn. Các mặt hàng như là dầu gội, sữa tắm hoặc là dầu xả nọ kia là mình có thể chuyển sang việc dùng chai lớn thay vì dùng các cái chai nhỏ. Cái này thì giảm thiểu được cái rác thải đóng gói cũng như là tốt hơn cho môi trường và cũng sẽ là ít rác hơn để cho nhân viên của mình xử lý. Rồi là tối ưu hóa các cái tài sản của khách sạn, ví dụ như là mình sử dụng xe của khách sạn để mà đưa đồ ăn. Vì hiện tại bây giờ các khách sạn đang kể cả 5 sao thì họ cũng phát triển một cái dịch vụ đó là delivery, đồ ăn thức uống đến cho khách hàng, thì mình cũng sẽ sử dụng xe của khách sạn cho những cái việc đó. Một cái cũng rất là hay ạ, maximize each pull là gì? Tối đa hóa mỗi lần kéo. Đây là nói về vấn đề là chất thải. Mỗi khi mà chất thải được loại bỏ thì chúng ta phải thuê một công ty thu gom rác về để đảm bảo là họ mang đi cho mình, đúng không? Thế thì mình chỉ trả tiền cho họ, thế cho nên là mình cần phải xem là cái tiền đấy mình chi là phù hợp hay chưa. Mình cần phải theo dõi là cái dòng chất thải trong một vài tuần để xem là cái mức độ đầy của các thùng chứa khi được kéo ra làm sao. Bởi vì là họ trả tiền mình theo từng thùng, thì nếu như mà chúng ta không cho đầy vào từng thùng mà chúng ta cứ để tràn lan ấy, là chúng ta sẽ mất tiền nhiều hơn. Hoặc là khi mà chúng ta vứt các cái thùng cắt tông thì chúng ta cũng phải xếp nó gọn lại chứ không phải là vứt những cái thùng rỗng, thì đương nhiên là cái sức chứa của nó sẽ cái nhiều cái khoảng không ở trong cái thùng đó, thì chúng ta cũng sẽ mất nhiều lần kéo ra hơn. Thế đấy là cái ý nghĩa của cái việc là tối đa mỗi lần kéo đấy ạ. Và một cái điểm nữa rất là hay, cái này chị cũng rất là khuyến khích các bạn nhân viên làm, đấy là gì? Sử dụng công cụ tiếp thị một cách khôn ngoan. Thì các nhân viên khách sạn mình có thể chia sẻ được các cái bài quảng cáo này, chương trình khuyến mại của khách sạn mình, và cũng truyền bá được cái danh tiếng của khách sạn mình trên các cái phương tiện truyền thông như là Instagram, Facebook hoặc là Twitter, TikTok. Cái này là cái mà các bạn làm hàng ngày, thế tuy nhiên là một cái click của các bạn thôi là cũng giúp cho khách sạn giảm thiểu được cái chi phí quảng cáo rất là nhiều. Thì hãy coi internet nó là một cái loa truyền miệng miễn phí và mạnh mẽ để nó giúp cho cái việc kinh doanh của khách sạn mình và cũng là giúp cho chính bản thân mình. Đó. Một cái điểm mà chị, cái điểm cuối cùng ở trong bài cái mục tiêu này á, là chị sẽ cover cái phần là áp dụng công nghệ để nâng cao được năng suất lao động và ổn định thời gian làm phòng chính xác. Thì thứ nhất là các vấn đề thường gặp ở trong quá trình vận hành của bộ phận rooms là gì? Có nhiều vấn đề mà bộ phận rooms nhân viên mình gặp phải lắm ạ. Ví dụ như là bị căng thẳng khi mà phải giải quyết phàn nàn của khách hàng này, đối mặt với hành vi quấy rối này, hoặc là các vấn đề về an toàn lao động. Thì tuy nhiên là trong bài hôm nay thì chị cũng xin đưa ra cái vấn đề mà nó có thể sử dụng công nghệ để giải quyết được thôi, từ đó để nâng cao được hiệu suất công việc. Đó. Thế thì cái đó là cái gì? Điều phổ biến ở trong cái trong lúc làm việc mà làm mất thời gian dọn dẹp của nhân viên bùng phòng đó là báo cáo và khắc phục sự cố, cập nhật thông tin tình trạng phòng và sắp xếp cái lịch làm việc như thế nào. Rồi đôi khi thì một số vấn đề phát sinh do nhân viên không thể đối phó được với áp lực thời gian. Và cuối cùng thì họ dọn dẹp phòng không theo đúng cách. Và trong các cái mùa cao điểm, đặc biệt là khi mà công suất sử dụng phòng của khách sạn tăng cao, thì sẽ không tránh khỏi việc là đôi lúc thông tin bị sai lệch giữa các bộ phận. Điều này nó dẫn đến cái xung đột giữa các nhân viên và có thể hủy hoại mối quan hệ giữa họ, và nó sẽ ảnh hưởng đến văn hóa làm việc trong khách sạn, và cuối cùng là dẫn đến cái việc giảm sút hiệu quả công việc. Thì khi mà phát hiện được cái xung đột này xảy ra thì các giám sát hoặc là quản lý cần phải giải quyết nó ngay lập tức. Giải quyết thì có nhiều cách, đúng không? Mình sẽ nói chuyện với nhân viên và tìm ra vấn đề. Thế nhưng mà chị sẽ xin phép là đi vào cái giải pháp của công nghệ này, nó giải quyết cái vấn đề tận gốc để tránh nó xảy ra và lặp lại. Chị đã có thời gian làm việc sử dụng cái phần mềm Hotsuite. Nó giúp rất là nhiều trong cái việc giải quyết cái communication giữa bộ phận housekeeping, lễ tân và engineering.
ngoài ngoài cái bộ phận, ngoài cái phần mềm Hotshot thì nó có cái phần mềm là FCS Solution, nhưng mà chị cũng chưa có cơ hội sử dụng cái phần mềm này. Thế tuy nhiên là hai đứa nó cũng khá là tương đồng trong cái mục tiêu phục vụ cho cái việc này. Thì khi mà khách sạn, các khách sạn mà làm theo quy trình thủ công á, thì sẽ dễ mắc phải các cái lỗi dịch vụ là và cái thông tin sai lệch gây ra việc là chậm trễ nhà phòng, thời gian dọn dẹp mà thay đổi đáng kể, và nó tùy thuộc vào cái diện tích phòng, số lượng khách, thời gian lưu trú, thời gian trả phòng. Do đó là cái công nghệ này nó sẽ phân tích các yếu tố và tự động chỉ định cái lượng thời gian phù hợp để làm được từng phòng, đảm bảo nhiệm vụ là được thực hiện không chỉ chính xác đâu mà còn hiệu quả, từ đó mà tiết kiệm được thời gian. Thì cái phần mềm này nó cũng giúp sắp xếp cái công việc dọn phòng và bảo trì phòng trong khách sạn hợp lý, và nó cung cấp thông tin theo thời gian thực cho quầy lễ tân. Làm phòng xong một cái là các bạn lễ tân biết ngay, không phải gọi vòng quanh hỏi xem là phòng này đã được hay chưa. Một cái tính năng rất là hay nữa đó là nó cho phép nhân viên truy cập hồ sơ của khách hàng từ thiết bị di động. Với cái khả năng tra cứu như thế này thì nó sẽ giúp cho nhân viên xem là những cái thông tin cần thiết, và cho phép nhân viên là dự đoán được cái yêu gọi là cái sở thích của khách, những vấn đề khách gặp phải trước đó là gì, và từ đó làm hài lòng và tăng đáng kể được cái trải nghiệm của khách hàng đó. Và với cái phần mềm này được đưa vào sử dụng thì nó cải thiện được cái tính trung thực, tự giác, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất lao động, và nó sẽ bỏ được những cái rắc rối do quy trình giao tiếp thủ công gây ra, bởi nhân viên thì sẽ dễ dàng báo cáo được các vấn đề cũng như là phản hồi yêu cầu công việc, từ đó mà tăng được năng suất và hiệu quả trong cái và cả cái tính chịu trách nhiệm của nhân viên nữa đó. Thì cái phần mềm này nó có một cái tính năng rất hay mà nó sẽ update, nó cập nhật trong cái thời COVID là gì ạ? Là trong cái thời COVID này thì yêu cầu quy trình làm phòng được mới được thêm vào. Ví dụ như là bên Hiệp hội Nhà nghỉ Khách sạn Hoa Kỳ thì khuyến nghị là các phòng chống các phòng cần phải được để chống từ 24 cho đến 72 giờ trước hoặc là sau khi dọn dẹp nếu có thể. Bởi vì là họ muốn tiệt trùng cái phòng đó. Trong khi thì bên Trung Quốc thì họ yêu cầu các khách sạn là có khách quốc tế thì cần phải thay ga, trải giường và dọn dẹp phòng hàng ngày. Đó đây do tùy từng quốc gia cũng như là tùy từng cái doanh nghiệp khác nhau. Thế nhưng cái phần mềm này nó cũng cho có cái tính năng là theo dõi số giờ trống của phòng khách, thì nó sẽ giúp cho các khách sạn trong cái thời đại dịch này. Đó, thì chị đã đi qua được các cái ba cái phần mục tiêu của bộ phận lưu trú rồi ạ. Thì chị xin phép hỏi là có bạn nào có câu hỏi gì thêm về cái này không ạ? Em cảm ơn phần chia sẻ của chị Liên rất nhiều. Và các anh chị và các bạn có câu hỏi nào thì các anh chị và các bạn cứ raise hand hoặc là nhắn câu hỏi vào phần hộp thư để ban tổ chức cập nhật, và diễn giả sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị nha. Dạ rồi. Thì hiện tại nếu như ngay bây giờ và đến cuối chương trình anh chị cứ tiếp tục cập nhật câu hỏi. Vậy thì trong thời gian này em cảm ơn chị Liên rất nhiều vì lượng thông tin vừa rồi để có thể để các anh chị và các bạn có thể nắm được về định nghĩa cũng như là có thể làm được sự hài lòng của khách hàng, có thể nắm được cái làm sao để có thể có được sự hài lòng của khách hàng, như là tối ưu hóa doanh thu và kiểm soát được chi phí tốt. Vậy thì ở cái vấn đề kiểm soát được chi phí thì em có thể thấy là để kiểm soát được chi phí thì bộ phận housekeeping sẽ phải hoạt động rất hiệu quả để có thể đảm bảo được mục tiêu này. Vậy thì em xin phép hỏi anh Đức ạ, anh có thể chia sẻ một số vấn đề có thể gặp nếu như mà bộ phận housekeeping không phân bố nhiệm vụ thật sự hiệu quả không anh? Xin chào, cảm ơn chị Liên Hoàng đã trình bày rất là chi tiết cái hoạt động của bộ phận thông tin chuyên cần. Hiện tại đó thì tôi xin trả lời câu hỏi như sau, là nếu mà phân bổ nhân sự không có hiệu quả thì trước tiên đó, là mình sẽ dẫn tới cái vấn đề là thừa và thiếu nhân viên. Cả hai vấn đề này đã được gây ra những khủng hoảng trong cái nội bộ của khách sạn. Tôi nói ví dụ như là nếu mà thiếu nhân viên đó, thì sẽ dẫn tới việc mà nhân viên làm việc quá tải, mất cái đoàn kết nội bộ, và những cái nhân viên sẽ bỏ bớt một vài công đoạn đi khi mà làm việc đó, và khách hàng dẫn tới việc mà khách hàng sẽ than phiền rất là nhiều
nhân viên sẽ bỏ việc nhiều đó, ví dụ như vậy đó là những cái vấn đề của thừa về nhân lực trong học thuyết binh. Và cái thứ hai nữa, thiếu thiếu đó là thiếu nhân lực, còn khi mà thừa nhân lực đó, thì dẫn tới mà cái năng suất của nhân viên nó cũng sẽ đi xuống, nhân viên sẽ bớt cái sự năng động hơn. Và ông bà ta nói là nếu mà nhàn tư vi bất thiện mà, thì nếu mà dư thừa người đó thì sẽ dẫn tới một số vấn đề trong trong nội bộ nữa đó. Thì khi mà nhìn vào cái vấn đề thừa đó thì cũng không nói về cái số người hay là cụ thể một cái công việc nào đó, nhưng mà ngay cả một nhân viên đó, mình cũng phải tìm hiểu xem đó, là người ta có làm đủ cái hiệu năng công việc mình giao cho người ta hay không. Trong khách sạn gọi là cái quota đó, khi mà một người phải làm 14-15 phòng đó, thì trong công việc hàng ngày đó, nhân viên đó có làm đủ cái quota phòng hay là không. Nếu mà bản thân giao cái số lượng phòng cho người ta mà không đo, thì người ta không làm được đó, thì dẫn tới cả bộ phận dắt dây theo là cũng sẽ về nhân sự cũng sẽ gặp ảnh hưởng với những cái cá nhân mà làm như vậy. Đó, khi mà một tuyển dụng nhân viên mới đó, thì người quản lý cũng phải đưa ra cái lộ trình cụ thể chi tiết là người đó bao nhiêu lâu thì làm được cái cơ số phòng, ví dụ như là từ 2 phòng, 6 phòng, 8 phòng, 12 phòng lên tới 15 phòng đó, thì mất thời gian bao lâu đó, và cái phòng đó phải bảo đảm cái tiêu chuẩn của khách sạn đề ra nữa đó. Thì xét về cái vấn đề phân bổ nhân sự đó, thì đúng người đúng chỗ và đúng cái năng suất lao động đó, thì nó sẽ bảo đảm cho cái nói về cái phân bổ nhân sự hiệu quả hay là không, nó nằm ở những cái phạm như vậy. Xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của anh Đức. À, anh Đức ơi, không biết là anh có thể kiểm tra lại âm thanh một chút xíu không? Bởi vì không biết là các anh chị và các bạn nghe được có ổn định về mặt âm thanh không? Nhưng mà bên em thì không biết là do đường truyền hay là do tín hiệu âm thanh bên anh, nhưng mà em nghe không rõ lắm ạ. Anh có thể kiểm tra lại chút xíu để mình đến với câu hỏi tiếp theo nha, để lượng thông tin được truyền tải 100% đến với tất cả các bạn tham gia anh nha. Cảm ơn. Anh có nghe được câu trả lời chưa ạ? Dạ, em nghe được, nhưng mà hơi nhỏ nhỏ anh. Dạ. Để cho cái phần đi vô hơn nha. Dạ, em cảm ơn anh. À, vậy thì em cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Và vậy thì về phía doanh nghiệp, theo anh thì mình cần phải tổ chức đào tạo nhân viên như thế nào để họ có thể làm việc thuần thục và chuyên nghiệp vào mùa cao điểm ạ? Cũng như là về phía nhân viên á, họ cần phải rèn luyện thế nào để phát triển tốt nhất ở bộ phận này ạ? Dạ, em mời anh chia sẻ với mọi người. À, thì cách đặt câu hỏi của em đó thì cũng phản ánh cái nhìn của số đông người ngoại đạo, và kể cả các vị giám đốc chủ đầu tư đó, khi nhìn vào cái hiệu quả của bộ phận housekeeping. Đôi khi đó thì người ta cứ nghĩ là mùa cao điểm đó, phòng cao đó thì nhân viên sẽ kém làm việc, sẽ kém chuyên nghiệp hơn, ví dụ như vậy, hay là nhân viên quá tải rồi người ta sẽ nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Nhưng mà một khi mà nhân viên làm việc thuần thục và chuyên nghiệp đó, thì nó có ảnh hưởng rất là lâu dài, và trong mọi tình huống đó, thì người ta các nhân viên đó đều thể hiện được cái việc này, chứ không phải là phòng cao phòng thấp. Trong cái nhìn của mình á, khi mà nhìn vào cái một bộ phận housekeeping hay một khách sạn á, khi mà có đông lượng khách ra vào thường xuyên hơn đó, thì dĩ nhiên là tay nghề của nhân viên á, càng ngày càng được nâng cao hơn, đã ứng phó với nhiều tình huống hơn. Người ta có cái sự hài lòng với cái năng suất lao động cao của người ta nhiều hơn, và ngay cả về mặt cấp trên chủ đầu tư đó, người ta dễ dàng duyệt mua những cái trang thiết bị, những cái vật dụng cần thiết để mà nhân viên có thể làm được công việc hàng ngày đó. Và trong tất cả những khách sạn lớn bây giờ đó, thì người ta phân bổ theo cái cơ số phòng như chị Liên Hoàng cũng đã nói lúc nãy đó, khi mà có phòng cao đó thì người ta tăng cường thêm người đó, và khi mà người phòng thấp đó thì lập tức đó, người ta phân bổ những cái công việc khác, hoặc là người ta cho nghỉ nhiều hơn, cho giải quyết những cái ngày mà đang còn chờ nghỉ phép đó, thì người ta sẽ giải quyết trong cái mùa thấp điểm, hoặc là người ta sẽ tổ chức đào tạo đó. Thì tất nhiên là cái ảnh hưởng của cái việc khi mà khách sạn đông đó, thì nó là công việc của người quản lý nhiều hơn là nhân viên.
Ví dụ như người ta phải tính backup rất là nhiều những cái hàng hóa để mà bộ phận chi tiêu trong trong cái thời gian khách đông như vậy, và chuẩn bị cái nguồn nhân lực và giải quyết những vấn đề như chẳng hạn nếu mà đông việc dài ngày đó thì nhân viên đó rất cần được nghỉ để dưỡng sức trong những ngày đó, thì ai sẽ là người chám vô đó, thì cái việc của người quản lý nó sẽ nhiều hơn và nó không ảnh hưởng nhiều tới cái việc mà thuần thục hay chuyên nghiệp một cao điểm đó. Cho nên đó là cái nhận xét của người trong cuộc đó. Và khi mà nói về cái vấn đề mà khi và cái việc đó là việc rất là dài hơi, để làm sao có được cái lực lượng chuyên nghiệp và phục vụ khách chịu đựng những cái áp lực cao trong những ngày mà phòng khách đông đó, thì đó là một công việc dài, tức là ngay từ khâu mà đào tạo rồi phải cho các bạn cảm thấy là mình tự tin để mà xử lý các tình huống khi mà phòng khách cao như thế nào, và biết trước những cái vấn đề là khi mà khách cao đó thì sẽ có phải cần nhiều tới cái lực lượng hàng hóa sẵn có trong kho để mà đáp ứng mọi nhu cầu của khách, và có nhiều cái vấn đề sẽ phát sinh hơn, chẳng hạn như người nghỉ đột xuất hay là những cái việc mà phòng khách sẽ trả phòng nhiều trong cùng một thời điểm đó. Ví dụ mình sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào, tập trung hơn, hay cả phân bổ giờ ăn cơm như thế nào để cho nó đáp ứng cái yêu cầu của cái việc mà khách đến khách đi trong những ngày cao điểm đó, thì đó là những cái sự mà đào tạo rất là lâu dài để cho bảo đảm đáp ứng được cái khoảng thời gian đó. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của anh rất nhiều. Và anh ơi, bây giờ em có một câu hỏi nhỏ dành cho anh nữa mà ban tổ chức nhận được từ các bạn tham gia. Đó là cho em hỏi là chuẩn nhất một nhân viên buồng phòng khách sạn 4 sao thì một ngày là bao nhiêu phòng ạ? Một khách sạn 4 hay 5 sao đó thì theo thấy thì nếu mà trong cái tiêu chuẩn quốc tế đó thì một nhân viên làm phòng đó thì khoảng từ 40 đến 45 phòng, có nghĩa là một ngày đó người ta làm khoảng 14 15 phòng đó, thì nó sẽ đạt được cái kết quả cao đó. Tất nhiên là những khách sạn mà nhỏ hơn đó và cái phòng nó đơn giản hơn đó thì người ta có thể tăng lên, nhưng mà nếu mà một một khách sạn nhỏ cho 4 sao 3 sao gì đó, nếu mà phân công một người mà làm trên 18 phòng đó thì chất lượng có thể sẽ không bảo đảm, tại vì cái hạng mục những hạng mục chính ở trong cái phòng đó nó cũng tương đối với nhau, nó tương đương với nhau. Ví dụ như mỗi phòng đều có một cái giường hoặc là hai cái giường, hoặc là cái phòng tắm nó phải có những cái vệ sinh bồn tắm rồi phòng tắm đứng, hay là những cái hand luyện đó thì nó vào hút bụi rồi làm việc thảm, và đặc biệt là những cái phòng mà nó có cái ban công ngoài trời nữa thì cần cái sự mà đầu tư về thời gian của nhân viên nó sẽ bảo đảm đó. Nên cái tiêu chuẩn quốc tế bây giờ đó thì người ta cứ tính là khoảng 40 đến 45 phút một phòng, và đó là nếu mà nhân viên làm phòng trong cái khoảng thời gian đó thì đạt yêu cầu. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ cũng như là tất cả những thông tin từ nãy tới giờ anh đã chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Và các bạn và quý vị ơi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với chị Liên. Dạ, chị Liên ơi, như chị đã chia sẻ thì em thấy rằng bộ phận room division của chúng ta thì giống như là một trái tim của khách sạn vậy đó. Em thấy rằng bộ phận này vừa giúp khách sạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng, vừa tối ưu hóa doanh thu và còn kiểm soát được chi phí nữa. Vậy thì mối liên hệ giữa room division với những cái bộ phận khác của khách sạn là như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ với tất cả quý vị đang tham gia chương trình ạ. Rồi, xin chào các bạn, chị lại quay lại đây. Rồi, thì chị xin vài phút để chia sẻ về mối quan hệ giữa bộ phận lưu trú với các bộ phận khác trong khách sạn. Thì thứ nhất là bộ phận doanh thu. Bên bộ phận lưu trú sẽ là cái người chịu trách nhiệm thu thập và cung cấp dữ liệu cho việc lập báo cáo của bộ phận doanh thu, và nó cũng đóng góp cho doanh thu của khách sạn từ việc là nâng hạng phòng, bán thêm các cái sản phẩm, và từ những cái con số đó nó cũng sẽ giúp cho bên bộ phận doanh thu làm báo cáo dự đoán xem là cái upselling hoặc là cross-selling revenue cho cái đợt tới sẽ là như thế nào. Và điểm nữa ở trong cái phần doanh thu của đó là mình phối hợp cực kỳ chặt chẽ với cả bộ phận doanh thu trong việc xử lý khi mà khách sạn bán tận thu phòng, tức là mình bán overbook phòng luôn á. Cái này thì không thường xảy ra, nhưng mà khi mà nó xảy ra thì cũng khá là căng thẳng. Bộ phận thứ hai mà bên bộ phận lưu trú cũng có mối liên hệ mật thiết đó là bên bán hàng và tiếp thị, sales marketing.
Mình cần cái sự phối hợp hiệu quả giữa bộ phận kinh doanh tiếp thị cùng với bộ phận nhà buồng để cung cấp được các cái chương trình khuyến mại trong phòng, thì từ đó mà bên bộ phận nhà buồng sẽ giữ lên được cái danh ngân sách chi phí cần thiết cho các cái sản phẩm đó. Còn đối với cả bên lễ tân thì lễ tân sẽ phối hợp với cả bên sales để chào đón các cái phái đoàn, các cái đoàn đặc biệt là cái VIP tham gia sự kiện, rồi là bố trí phòng như thế nào để phù hợp với yêu cầu của họ nhất. Trong cả quá trình lưu trú thì cũng phải giúp đỡ khách ở trong đoàn như thế nào, và có thể nhiều lúc là chúng ta sẽ làm việc qua bên sales, bởi vì họ là cái người phụ chịu trách nhiệm account. Rồi là trong cái lúc mà bên sales họ không đi làm hoặc là họ bận á, thì họ cũng có thể nhờ mình là đưa khách đi tham quan khách sạn, giới thiệu sản phẩm, các cái site inspection cần thiết này. Bộ phận thứ ba đó là bên food beverage. Food beverage thì cung cấp bên housekeeping sẽ cung cấp hàng vải, đồng phục, đặc biệt là khi mà có sự kiện về wedding nọ kia đó, thì là có thêm hoa cho tiệc này, rồi là các cái linen trong tiệc như thế nào. Còn bên lễ tân thì sẽ chịu trách nhiệm là giới thiệu các cái sản phẩm chương trình khuyến mại của bộ phận ẩm thực cho các khách hàng đến đang ở trong khách sạn, khi mà các giúp khách nhận phòng hoặc là trong cái lúc mà giao tiếp với khách hàng. Và bên housekeeping cũng sẽ chịu trách nhiệm lo về cái vấn đề diệt côn trùng trong các cái nhà hàng. Tiếp theo là bộ phận tài chính. Thì bên phòng, bên buồng á, thì lễ tân là duy trì cái số tài khoản của khách, tức là mình đảm bảo là khách này, cái tiền mà mình hold của khách nó vẫn ở nằm trong cái khả năng chi trả, giải quyết các sự chênh lệch về thanh toán, rồi là lập hóa đơn cho khách hàng, cũng như là việc đổi tiền cho khách hàng theo các cái tiêu chuẩn của địa phương mình đang làm. Và mình cũng yêu cầu bên tài chính là họ sẽ mua các cái đồ văn phòng phẩm cho mình, để mình phục vụ cho khách hàng, rồi là cho văn phòng, ví dụ là khăn ga trải giường, rồi là các cái vật liệu phục vụ thiết thực cho cái công việc hàng ngày như là đồ vệ sinh ạ. Và thứ ba nữa là phối hợp với các quản lý kho để họ có luôn luôn có cái pass stock đầy đủ, để khi mà khách sạn mình có cái occupancy cao hơn một chút thì mình có đầy đủ các cái nhu yếu các cái thiết bị cần thiết để có thể setup được trong phòng khách đó. Bộ phận tiếp tới là bộ phận bảo dưỡng. Bảo dưỡng này thì làm việc cực kỳ là thường xuyên với cả bên housekeeping, bởi vì ngày nào thì cũng sẽ có vấn đề về sửa chữa thôi. Nhỏ lớn đều có hết, thay cái bóng đèn, tắt cái toilet, rồi là các cái khu vực công cộng đó, và cũng phối hợp chặt chẽ trong cái việc là bảo trì bảo dưỡng phòng trong mùa thấp điểm. Tiếp tới là bộ phận bảo vệ. Thì lễ tân sẽ là cái người mà thu thập hộ chiếu, thông tin hộ chiếu hoặc là chứng minh thư của khách để mình làm khai báo với cả bên cơ quan chính quyền địa phương, cũng liên quan đến vấn đề bảo vệ khách hàng đấy ạ. Và cái này là yêu cầu cho các cơ sở lưu trú. Rồi là phòng chống hỏa hoạn và trộm cắp, đảm bảo an ninh an toàn. Thì nhân viên phòng thì cần phải báo ngay lập tức nếu họ phát hiện ra bất cứ cái gì mà có tính chất đáng ngờ trong khách sạn cho nhân viên an ninh. Ví dụ như là khách này có dấu hiệu cờ bạc hay là buôn lậu nọ kia, bởi vì các bạn ý ngày nào cũng vào phòng khách để dọn dẹp. Và cuối cùng là kiểm soát an ninh phòng khách theo quy định chung, là theo dõi cái việc sử dụng key của khách ra sao. Key của khách là không được có phân phát mà không theo đúng quy trình của khách sạn. Và cái bộ phận cuối cùng cũng liên quan mật thiết đến bộ phận lưu trú, đấy là bộ phận nhân sự. Thì các trường bộ phận lưu trú sẽ cần phải làm việc mật thiết với cả bên nhân sự về các cái chương trình tăng tính kết nối với nhân viên trong khách sạn và với cả tổ chức, bởi vì là sự gắn bó của nhân viên nó giữ cho khách sạn, giữ cho mình cái hoặc là bộ phận của mình một cái nguồn nhân lực gọi là ổn định, và cũng motivate họ nữa để họ có những cái niềm đam mê trong nghề và nỗ lực phấn đấu không ngừng, để chúng ta luôn có một cái lượng nhân viên chất lượng. Rồi là cần phải xây dựng các kế hoạch phát triển cá nhân cho từng thành viên trong nhóm, bởi vì là có rất là nhiều các bạn sinh viên mới ra trường hoặc là các bạn nhân viên, họ cũng có những cái tham vọng và họ có cái kế hoạch phát triển bản thân rất là rõ ràng. Thế cho nên là mình cũng phải để ý những cái vấn đề này và phối kết hợp với phòng nhân sự để phát triển được cái sự nghiệp cho họ nữa. Và cuối cùng là bên phòng nhân sự cũng sẽ
cùng với cả bộ phận cung cấp các cái khóa huấn luyện bổ sung. Nếu như mà mình thấy nhân viên của mình họ đang kém tiếng Anh thì mình xin một chút trợ cấp bổ túc tiếng Anh này, hoặc là giao tiếp, hoặc là những cái bài giảng mà nhân viên của mình họ họ thích thú, về kể cả vấn đề kế toán cũng thế. Có nhiều nhân viên họ làm bộ phận housekeeping lễ tân, họ cũng rất là hứng thú với việc là khách sạn làm budget như thế nào. Đó, hiện tại bên khách sạn chị đang có cái khóa như thế và các bạn nhân viên cực kỳ là hứng thú, thì cái đấy là cũng một cái dấu hiệu đáng mừng, bởi vì nó càng hiểu sâu hiểu rộng hơn về cái chương trình kinh doanh của khách sạn, về cái hoạt động của khách sạn tổ chức như thế nào, thì cái đóng góp cho họ đối với công ty càng lớn, thì cái đấy cũng là một cái rất là hay. Thì đấy là mối quan hệ giữa bộ phận lưu trú cùng các bộ phận khác ở trong khách sạn đấy ạ. Chị sẽ đi luôn đến phần phần nhân sự nhé. MC ơi. Dạ, chị cứ tiếp tục nha chị Liên. À, ok. Chị sẽ xin chia sẻ phần cuối cùng của chị, đó là về vấn đề nhân sự trong bộ phận buồng phòng. Rồi, thứ nhất là nhân viên lễ tân. Cái này thì các bạn là người đầu tiên mà các bạn nhìn thấy khi mà các bạn bước vào khách sạn, là những người làm việc ở bộ phận lễ tân. Chị không nói là nhân viên lễ tân mà là những người làm việc ở bộ phận lễ tân. Bởi vì là khi mà các bạn đến khách sạn nhận phòng ạ, nếu mà bạn nào mà đã đi những khách sạn 4-5 sao rồi á, thì các bạn sẽ thấy là nhiều nhân viên liên quan đến cái việc nhận phòng của các bạn lắm. Đó là nhân viên mở cửa này, nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên lễ tân, nhân viên khuân vác hành lý. Và có đôi lúc là các bạn nhìn thấy cả giám sát bên buồng phòng, họ chào đón bạn khi mà bạn vào phòng của họ nữa. Đó, thì nhân viên lễ tân chị sẽ đi từ trước hết là về vấn đề là nhân viên lễ tân. Thì lễ tân thì luôn luôn là cái nơi tạo ấn tượng đầu tiên và cũng là cuối cùng khi mà khách đến khách sạn. Khi mà các bạn làm việc tại quầy lễ tân á, thì điều quan trọng là các bạn phải có thái độ lịch sự, tự tin và kiên nhẫn. Vì khách của các bạn thì họ có nhiều tính khí khác nhau, nhu cầu cũng như là cái mong đợi khác nhau. Nhưng tuy nhiên các bạn luôn nhớ rằng một cái thái độ thân thiện, bình tĩnh và tích cực, nó luôn luôn là một cái công cụ tốt nhất, ngay cả trong các cái tình huống thử thách nhất. Để có thể làm được một nhân viên lễ tân tốt thì các bạn cần biết sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc. Cái này quan trọng bởi vì là đứng ở quầy quá nhiều công việc nó đến với các bạn. Rồi là các bạn cần phải đa nhiệm và quản lý thời gian rất là tốt, cả các kỹ năng giao tiếp này, đánh máy. Thế thì nhân viên lễ tân được ví như là một diễn viên tại quầy. Bởi vì là các bạn có bận đến đâu, các bạn vẫn phải cười, các bạn vẫn phải làm việc một cách chuyên nghiệp. Có đang mệt, đang cáu thì các bạn vẫn cứ làm việc chuyên nghiệp. Cho nên các bạn được coi là diễn viên khi mà các bạn đứng ở quầy lễ tân. Thứ hai là bên nhân viên buồng phòng. Cái này thì chị sẽ xin là nhường lời cho anh Đức. Bởi vì anh Đức anh ấy sẽ chia sẻ rất là sâu về nhân viên housekeeping một lát nữa rồi cho các bạn. Chị sẽ đi đến là nhân viên dịch vụ khách hàng. Thì nhân viên dịch vụ khách hàng này nó bao gồm một số các vị trí như là nhân viên khuôn vác hành lý này, nhân viên quan hệ khách hàng, các bạn giúp mà mở cửa. Thì tất cả các công việc này nó đều cần thiết để tạo một cái ấn tượng đầu tiên và cuối cùng. Và nó gọi là thiết lập cái giai điệu cho chất lượng dịch vụ. Vì sao chị nói là thiết lập giai điệu cho chất lượng dịch vụ? Bởi vì đứng ở đây là các bạn make or break. Có nghĩa là các bạn làm cho khách hàng thực sự ấn tượng với cả khách sạn của các bạn. Hay là khách hàng họ nhìn thấy cái ấn tượng đầu tiên và họ bảo thôi, lúc đầu mà thế này rồi thì không biết là lúc sau như thế nào. Cái sự tin tưởng của khách hàng nó bị mất dần ở đây. Thì một cái tính cách thân thiện, thể hiện một tinh thần luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẽ giải trừ bất kỳ sự lo lắng nào của khách hàng. Thì khi mà các bạn làm ở vị trí này thì nhớ là luôn thể hiện cái thái độ thân thiện của các bạn ra ngoài. Và nó cũng đòi hỏi một cái sự thấu hiểu về cái hoạt động của khách sạn, cách bố trí phòng ốc ra sao, tiện nghi thế nào, rồi đóng cửa mở cửa. Bởi vì là khách hàng họ sẽ đến mà hỏi các bạn rất nhiều. Và đó cũng là một công việc đòi hỏi sự chảy chốt và tỉ mỉ, đặc biệt là về vấn đề đồng phục của các bạn. Luôn luôn được mặc đồng phục rất là đẹp và các bạn đứng ở trên mặt tiền. Nhưng mà các bạn cũng phải đứng trong nhiều giờ liền và nhiều lúc là nó sẽ liên quan đến các cái hoạt động thể chất khi mà các bạn làm việc. Thế thì trong một bộ đồng phục thì các bạn đang là khách sạn đối với khách hàng.
Tiếp tới chị xin nói về vị trí là concierge. Cái này thì dịch ra tiếng Việt thì nó cũng nó gọi là nhân viên dịch vụ khách hàng thôi, nhưng mà nếu mình nói là concierge thì có vẻ nó sẽ chuyên sâu hơn, bởi vì là nhân viên dịch vụ khách hàng thì nó sẽ bị gộp chung với các cái vị trí khác. Thì concierge là gì? Concierge họ giúp khách ở trong cái quá trình cho khách hàng lưu trú ấy, có thể là trước khi cả khách đến nữa. Thì cái công việc này đòi hỏi cái khả năng ngoại giao rất là cao, khả năng giải quyết vấn đề rất lớn. Và nhiều lúc là các bạn cần một chút, nói là một chút ma thuật đi. Nó đòi hỏi một cái bộ nhớ bách khoa toàn thư về các cái nhà hàng ở trong thành phố ra sao, các cái dịch vụ, rồi là nhà hát như thế nào, các điểm tham quan chính, rồi đóng cửa mở cửa, giá vé, rồi là các cái yêu cầu để khi mà vào trong các cái điểm tham quan đó là như thế nào. Và khi mà làm ở cái vị trí này thì bạn nên có cái khả năng phát triển mạng lưới rộng lớn ở trong cộng đồng khách sạn mà khu vực mà bạn đang làm, để các bạn có thể cung cấp nhiều hơn, đáp ứng nhiều hơn cái nhu cầu của khách hàng. Phần thưởng với cho cái công việc này đó là ngày nào bạn cũng có những cái ngày excite, gọi là cái ngày rất là nhiều thách thức, nhiều niềm vui, vì nó không ngày nào giống như ngày nào đó. Thì cũng nhân đây chị cũng xin chia sẻ một cái gọi là cái từ là từ Golden Key Hotel Concierge, mà tiếng Pháp nó gọi là cái hiệp hội là Cliff Door. Cái này tiếng Pháp, chị xin lỗi, chị đọc nó cũng không chuẩn đâu. Thì được tạm dịch là những chiếc chìa khóa vàng. Đây là cái tên Pháp nguyên gốc trong cộng đồng dịch vụ lữ hành cao cấp. Có khoảng hơn 4.000 thành viên làm việc tại 80 quốc gia cũng như là 530 điểm đến. Thì họ nói là những cái chìa khóa vàng này có thể mở bất kỳ cánh cửa nào. Thì các bạn khi mà vào khách sạn, các bạn sẽ nhìn thấy cái người mà người ta đeo cái biểu tượng hai cái chìa khóa chéo nhau ở trên ngực áo ấy. Đấy là người ta đã là thành viên của cái hiệp hội Lee Cliff Door này rồi. Nhưng mà cái này không phải dễ gì mà có được đâu. Tức là có thể khách sạn nào cũng sẽ có một nhân viên concierge, nhưng không phải nhân viên concierge nào cũng đều ở trong cái hiệp hội này. Bởi vì là để mà tham gia được cái hiệp hội này thì bạn phải trải qua một cái kỳ thi viết, bạn phải có cái thư hỗ trợ từ nhà điều hành dịch vụ địa phương, bạn còn phải được hỗ trợ của cái nhà tuyển dụng trước đó, tức là và cả nhà tuyển dụng hiện tại, và cần có tối thiểu là 5 năm kinh nghiệm liên tục và tối thiểu là 2 năm làm nhân viên concierge thì bạn mới được đủ điều kiện để đăng ký vào cái hiệp hội này. Và hàng năm thì họ đều có các cái họp hành á, để tăng ra cái kết nối cũng như là update thông tin trong cái hiệp hội đó. Cho nên là bạn nhìn thấy cái người nào mà có hai cái chìa khóa ở trước ngực là người ta rất siêu phàm, có nhiều ma thuật đấy. Rồi, và một cái vị trí cũng rất rất là hay, cái này thì nó không hề phổ biến ở trong các khách sạn đâu, đấy là nhân viên butler. Butler này mình dịch ra thì nó là nhân viên quản gia. Thì các cái khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp họ mới cung cấp được cái việc dịch vụ quản gia này cho khách lưu trú trong các cái phòng sang trọng nhất, như là một cái dịch vụ đặt riêng, thì nó cung cấp mức độ dịch vụ cá nhân hóa thực sự là vượt quá sự mong đợi của khách hàng. Thì khi mà bạn ở những cái khách sạn này thì bạn mong đợi điều gì từ quản gia của mình ạ? Thì bạn có thể nhận được một email này, một cuộc gọi điện thoại trước khi đến khách sạn, và người ta sẽ hỏi bạn những cái câu hỏi được thiết kế riêng cho bạn để giúp cho trải nghiệm của bạn tại khách sạn được diễn ra suôn sẻ hơn. Họ sẽ muốn biết là mấy giờ thì bạn đến, bạn có trẻ em đi cùng hay là không, trẻ em bao nhiêu tuổi, chúng có cần ghế ngồi cho trẻ em ở trên xe hơi hay là không. Họ cũng quan tâm đến việc là bạn muốn thức dậy vào mấy giờ sáng, bữa sáng của bạn muốn được phục vụ ở trong phòng hay là không, thời gian phục vụ là gì, bạn thích ăn uống như thế nào, và bạn thích đọc báo nào vào buổi sáng. Thế thì một quản gia thực thụ sẽ giúp cho bạn sắp xếp và điều phối mọi việc trong quá trình lưu trú. Như là họ giúp bạn đóng và dỡ hành lý này, sắp xếp tủ đồ quần áo cho các bạn, chuẩn bị bồn tắm cho các bạn, chuẩn bị bữa ăn, đặt chỗ nhà hàng, thậm chí là sắp xếp việc trông trẻ khi cần thiết. Rồi là các bạn muốn được tiếp cận như thế nào, bạn muốn được nói chuyện qua tin nhắn, qua điện thoại, hay là người bạn thích gặp trực tiếp đó. Thì nếu mà trong một chuyến công tác thì quản gia họ cũng sẽ đảm bảo là bạn hoàn toàn là tập trung hết vào công việc kinh doanh mà không phải để ý đến những cái việc gọi là thư ký khác. Thế thì tại khách sạn thì khi mà bạn đưa cái thông tin cho quản gia thì họ sẽ bắt đầu lên cái hồ sơ của khách hàng để nhân viên có thể ghi nhớ những cái gì bạn thích, không thích. Để khi bạn quay trở lại thì họ biết cách phục vụ bạn ra sao. Nhưng tuy nhiên thì sau mà mỗi lần bạn quay lại thì họ cũng sẽ đều hỏi bạn lại những cái câu hỏi kia để make sure là những cái sở thích này không thay đổi.
khi mà bạn vắng mặt. Thì khi mà đảm nhận một cái vị trí bất ngờ thì bạn sẽ được tham gia những cái chương trình đào tạo rất là hay. Không phải khách sạn nào cũng cung cấp cái này, chị xin nói lại. Bởi vì sao? Để mà thuê được cái người trainer bất ngờ nó đắt lắm. Mình mời từ nước ngoài, bởi vì hiện tại Việt Nam mình chưa có. Thế thì có một số những cái chương trình đào tạo, như là các tiêu chuẩn của bất ngờ là gì. Các bạn sẽ được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phát triển cá nhân, như là chăm chút diện mạo và kỹ năng trình bày ra sao, rồi là kỹ năng tương tác với khách cơ bản là như thế nào, các cái nghi thức này, cách cư xử, rồi là các cái giao thức quốc tế ra sao. Bạn sẽ nhận được cái training về kỹ năng nhận thức khách hàng, nhận thức về các khác biệt về văn hóa, kỹ năng chăm sóc khách cơ bản như là đóng dỡ hành lý, sắp xếp tủ quần áo, kỹ năng đưa ra gợi ý, kỹ năng chuẩn bị bàn ăn, phục vụ đồ ăn, hoặc là kỹ năng phục vụ đồ uống, các cái thông tin cơ bản về rượu, đồ uống cũng như là các cái pha chế cơ bản, thì bạn sẽ được training để bạn có thể phục vụ khách tốt hơn. Bởi vì các khách mà bạn phục vụ đều là những cái người mà có high profile, hoặc là những cái người mà expect rất là nhiều khi mà người ta đi các nước khác ở trên thế giới. Và cuối cùng là vị trí room division. Room division thì là cái người mà bao quát chung của cả bộ phận. Thì họ sẽ giám sát các cái bộ phận như là lễ tân, concierge, nhân viên khuôn vác hành lý, lái xe, câu lạc bộ khách VIP, hoặc là và cả thêm bộ phận nhà buồng nữa. Sẽ cần phải xem xét và phát triển cái kế hoạch kinh doanh, chiến lược và mục tiêu hoạt động của bộ phận, lập kế hoạch nhân sự cho bộ phận buồng phòng, cung cấp giải pháp và thực hiện các cái biện pháp để khắc phục mọi vấn đề, và theo dõi quản lý chi phí trong cái phạm vi ngân sách của bộ phận, và phần phải chịu trách nhiệm về việc triển khai cũng như là sử dụng nhân sự. Và một cái cũng quan trọng đó là họ thường xuyên phải họp với các bộ phận khác để giải quyết bất kỳ cái vấn đề nào liên quan trong quá trình vận hành, hoặc là có thể hiểu hơn về các cái hoạt động của bộ phận khác để làm thế nào cùng thực hiện được cái mục tiêu của khách sạn đưa ra. Đó là cái vị trí giám đốc bộ phận phòng. Bây giờ chị sẽ xin nhường lời lại cho anh Đức để anh nói về bộ phận housekeeping. Vâng, em cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Liên. Cũng như chị Liên vừa chia sẻ, là ngay bây giờ mời anh Đức có thể chia sẻ cho các bạn về bộ phận housekeeping, cũng như là anh đánh giá cao những đặc điểm và những tố chất nào của những bạn nhân viên ở bộ phận này ạ? Bộ phận housekeeping đó thì theo nói tới về cái điều quan trọng nhất đó, một khách sạn cho dù 4 phòng ngủ tới 100, 500 phòng ngủ nó đều phải có, đó là người làm phòng đó, và người làm vệ sinh khu vực công cộng. Đó là hai nhân tố mà quan trọng nhất. Cái phòng sạch đó, là do người làm phòng làm, còn người quản lý, người giám sát đó, chỉ là người làm nhiệm vụ mà hỗ trợ thôi đó. Người làm phòng đó, thì nó giữ trọng trách rất là lớn để bảo đảm cái phòng đó, mọi phòng đó đều được sạch sẽ khi mà khách đến. Ngoài ra đó thì có các vị trí hỗ trợ như giám sát nè, rồi hoặc là vị trí nhân viên đồng phục, hay nhân viên giặt ủi đó, và nhân viên làm vệ sinh công cộng đó. Và những cái cảnh lớn đó thì còn có thêm nhân viên tắm hoa đó. Tất cả nó nằm trong tổng thể những cái chức năng chính của bộ phận housekeeping đó. Là trước tiên thì bảo đảm sạch sẽ cho khách sạn, thứ hai đó là bảo đảm mọi cái trang thiết bị được hoạt động tốt đó. Để nói về maintenance, và cái thứ ba đó là phải đẹp mắt nữa, sạch đẹp và ngay ngắn ở mọi vị trí đó. Thì nhân viên khách sạn đó, tự chung đó, thì tất cả những vị trí đều quan trọng như nhau, và đều là đóng góp vào cái sự thành công của toàn bộ một cái khách sạn đó. Nhân viên làm phòng, nhân viên vệ sinh công cộng, nhân viên đồng phục, nhân viên giặt ủi, nhân viên cắm hoa, và tùy theo khách sạn lớn nhỏ đó thì mỗi bộ phận đó có thể có vị trí giám sát hoặc là không có, tùy theo cái lượng nhân viên, lượng công việc người đó hàng ngày. Và tất cả những việc điều phối hàng ngày đó thì có các người quản lý. Thì khách sạn lớn có những cái khu phức hợp đó thì có nhiều quản lý coi từng khu, và những có một quản lý chung ở trên tùy theo cái quy mô của khách sạn đó. Và bây giờ anh nói về cái tố chất của nhân viên làm phòng và nhân viên của khách sạn nói chung đó. Thì trước đây á, khi mà cũng khá là lâu rồi, khi mà phỏng vấn nhân viên vào ngành khách sạn đó, thì người ta hay tập trung vào thái độ này, về kỹ năng và kiến thức của nhân viên. Nhưng hiện tại đó thì nếu mà anh ngồi phỏng vấn đó, thì anh tập trung nhiều hơn vào
nhân viên đó có cái sự đam mê đối với cái công việc, với cái ngành người ta đang muốn dấn thân vào hay là không, và người ta có chia sẻ trong tiếng Anh gọi là share something in common với cái người quản lý, ví dụ như là cũng giống như một nhân viên vào rồi có tin là đó mình tất cả mà các nghề nào đó không có nghề nào thấp kém hay là cao hết, tùy theo cái kỹ năng, cái kiến thức, cái sở trường sở đoản của mình, để mình sẽ chọn những cái nghề mà mình cảm thấy an tâm mình làm đó, và tất cả những cái nghề làm việc chính đáng đó thì đều phải tự hào hết, chứ không có phải là cái anh mà question á thì tự ti mặc cảm thì cái đó là anh không vào được cái ngành khách sạn. Hoặc là nếu mà ngay cả một nhân viên lễ tân đi, nếu mà mình đứng ra xin lỗi khách á, mà mình cảm thấy tổn thương nhiều quá đó thì cũng không được. Đó là khi mà mình mặc áo của khách sạn đó thì tất cả mọi cái xin lỗi hoặc là khách chửi đó thì chửi một nhân viên của khách sạn, chứ không phải là chửi cái cô A B C D con của ông bà này ông bà nọ đó, để mà mọi người phải cảm thấy là đau lòng đó về tất cả những chuyện đó. Khi mà bạn có niềm đam mê và niềm tin đó thì mình sẽ làm được tất cả những cái công việc, những cái đòi hỏi của công việc đặt ra đó. Thì theo anh ấy, thì cái bây giờ đó thì nhân viên phải có ngoài những cái kiến thức kỹ năng ấy, và về sự hiểu biết ấy, thì về thái độ nữa, thì còn có thêm cái sự niềm tin và niềm đam mê đó, đó là rất là quan trọng trong cái ngành du lịch dịch vụ và nói chung ngành khách sạn và ngành hành khách bên hiện tại. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của anh rất nhiều, và cũng tiếp nối với câu hỏi lúc nãy, đó là đối với các bạn mà mới vào ngành á, anh nghĩ rằng các bạn cũng như là các anh chị có thể rèn luyện hoặc là bắt đầu từ những công việc nào ạ? Về cái công việc đó thì từ dễ đến khó, ngay cả những bạn mà và ở đây thì khách sạn của anh đó đã hiện tại đó thì đang ký kết về đào tạo với rất nhiều trường đại học trong thành phố. Tập đoàn đó là IQ đó đã ký đó có cái chương trình mà IQ Academy đó để hỗ trợ các bạn sinh viên đó. Thì cái quy trình ngay cả trong bộ phận hậu cần binh đó thì cái quy trình để mà đào tạo một bạn nhân viên đó, từ lúc mà chưa biết gì cho tới khi mà biết làm cái phòng đó thì khoảng từ 4 đến 8 tuần thôi. Và anh cũng đặt ra cái đòi hỏi là khi mà các bạn nó hoàn tất cái quy trình đào tạo 8 tuần đó thì bạn có thể là làm được từ 6 đến 8 phòng khách theo tiêu chuẩn quốc tế đó. Thì cái đó là cũng là cái đã thực hiện đã khá là lâu rồi, và kết quả đó cũng rất là phấn khởi, là hầu hết các bạn đó đều có thể đạt được cái mức như vậy đó. Và để làm tăng lên 14, 16 phòng, 15 phòng đó thì đòi hỏi thời gian có thể là từ 6 tháng đến 1 năm đó, thì các bạn có thể là làm tốt các phòng như vậy. Nhưng mà đối với tất cả nhân viên sinh viên đó, thì một người chưa biết gì đang ngồi trên ghế nhà trường đó, thì khi mà vào thực tập ở khách sạn đó thì các bạn thấy tự hào là sau thời gian khoảng từ 4 tuần đến 8 tuần đó, các bạn hoàn toàn có thể tự mình làm một cái phòng theo tiêu chuẩn. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy thì anh ơi, anh có thể cho em và tất cả các bạn được biết là một ngày làm việc của nhân viên bộ phận housekeeping sẽ như thế nào không ạ? Những thông tin cũng như là chỉ số nào cần phải quan tâm ạ? Một ngày của bộ phận housekeeping thì nó không phải bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm đó đâu. Nó bắt đầu từ những ngày trước đó. Ví dụ như với nhà quản lý đó thì người ta biết là trong thời gian đó, trong từ 4 đến 6 tuần tới đó có những cái đoàn khách nào lớn hay không, có những vị khách quan trọng nào không, hoặc là những cái tăng giảm về cái lượng khách phòng mà mình cần phải biết. Còn thông thường đó thì một người giám sát đó, khi mà phân biệt cho con nhân viên đó, thì trước ngày hôm đó đó sẽ nhìn xem cái dự báo trước đây á, anh quản lý đã đưa ra như vậy đó, thì trong những ngày gần đây đó lượng khách tăng giảm như thế nào đó, cái số người ngày mai ngày mốt đó mình có đủ hay không để lập tức đó, có những cái điều chỉnh đó. Và những cái chỉ số chẳng hạn như là khách đến nhiều vào buổi sáng sớm này, hay là những cái đoàn khách hiện tại đó người ta sẽ check out trễ nhiều hơn, sẽ không có đủ cơ số phòng để bán vào một cái thời điểm nào đó. Khoảng chẳng hạn như là nếu mà khách tới lúc 12 giờ đó thì chỉ có khoảng từ 30 đến 40% nó phòng check out thôi đó. Thì như vậy đó thì bộ phận housekeeping sẽ phải làm việc cái phân tích để làm những cái backup, chẳng hạn như là sẽ tìm những cái chỗ để mà gửi hành lý cho khách,
đó, và coi cái nhu cầu của cái đoàn khách tới đó mà chưa có phòng đó, cụ thể là cần gì, ta cần một chỗ nghỉ ngơi hay là một chỗ tắm hay là chỗ thay đồ để đi dạo phố này kia đó, và lát nữa người ta quay lại đó thì lập tức phải bàn bạc từ ngày hôm trước, à, để mà cho tới khi đó nhân viên housekeeping rồi nhân viên front office sẽ không bị động khi mà cái phòng mình đó, nó có những nguyên nhân khách quan không đủ. Và khi mà mình chuẩn bị như thế nào đi nữa thì buổi sáng ngày hôm đó đó, khi mà nhân viên vào ca đó thì cái đó cũng đóng vai trò quyết định là có bao nhiêu người đó, trong cái lịch làm việc đó, có bao nhiêu người đấy, có một hai người đó, vì kẹt xe vì khu cách ly ví dụ như vậy không đến được đó, thì cái tình huống đó mình sẽ giải quyết như thế nào đó. Thì những cái mà về nguồn khách này, về nhân viên này, về những yêu cầu của khách này, ví dụ như vậy đó, thì đều là trở nên quan trọng để mà mình phân bổ công việc, phân chia công việc cho các bạn được chính xác hơn đó. Và ngoài ra đó thì có rất nhiều những thông tin khác, chẳng hạn như là những cái thông tin đặt vào phòng cho khách này, hoặc là những cái đoàn khách đòi hỏi là phải đặt đồ vào trong phòng trước khi khách đến này, hoặc là trong quá trình khách ở đó, mỗi phòng phải có một gói quà đó, thì mình phải chuẩn bị là lấy cái đủ thông tin, đủ quà từ cái người mà tổ chức sự kiện đó để mà đặt vào trong phòng đó. Thì nãy giờ thì em có nói rất là nhiều những cái thông tin đó mình phải nắm bắt, ngoài những giờ khách tới mấy giờ, cái phòng mình có đủ hay là không đó. Và khi mà phòng lên cao như vậy đó thì còn phòng nào mà bị vướng vấn đề mà hư hỏng hóc sửa chữa trong phòng, mình phải ưu tiên để mà sửa chữa hay là không nữa đó. Thì lúc đó mình phải làm việc trước để làm sao cho tới cái ngày trước đó đó thì tất cả mọi phòng đều có thể bán được. Và kể cả nếu mà thiếu một cái vật dụng nào đó đó thì phải đồng ý với bộ phận tiền sảnh là đó, phòng đó thôi bây giờ thiếu thiếu một cái bàn vip thì bây giờ hỏi ông khách là nếu mà ông ở cái phòng không có bàn vip thì chúng tôi sẽ giảm 30% hay là 50% cái tiền, nếu khách đồng ý thì phòng đó cũng bán được luôn đó. Thì mọi thứ này kia đó thì đều phải để chuẩn bị trước hết, chứ còn nếu mà khách mà tới nó không có phòng đó, thì sẽ không được. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều, và có lẽ là sau phần chia sẻ của anh Đức thì các anh chị và các bạn cũng đã hiểu thêm một phần nào về bộ phận housekeeping, về những việc cần làm cũng như là thời gian mà công việc đó diễn ra. Dạ, và thưa anh Đức và thưa chị Liên, thì sau một lượng thông tin rất hữu ích được truyền tải thì không biết là về cơ hội việc làm và thực tập cho các anh chị và các bạn sinh viên tại doanh nghiệp của các anh chị, thì có anh chị có thể chia sẻ cho tất cả anh chị và các bạn biết về cơ hội việc làm cũng như là cơ hội thực tập cho các anh chị và các bạn sinh viên tại doanh nghiệp của các anh chị được không ạ? Anh chị có thể chia sẻ đôi nét về điều này với các bạn ạ. Chắc em mời chị Liên trước để chia sẻ về vấn đề này ha. Ok. Rồi thì khách sạn chị đang làm là khách sạn Pullman Phú Quốc Beach and Resort. Chị Nhiệu rất là xin lỗi. Thì khách sạn của chị là nằm ở trên đảo của Phú Quốc, cho nên là cái lượng turnover rất là cao. Trong cái điều kiện bình thường thì cái việc mà tổ chức tuyển dụng là thường xuyên, do là cái lượng turnover cao quá. Và Accor thì cũng thường tổ chức các cái mass recruitment mỗi năm. Và bên khách sạn chị cũng tham gia các cái job fair của các cái trường đại học như là RMIT hoặc là trường học đại học Hoa Sen á, thì cũng có nhiều bạn sinh viên cũng tham gia thực tập, hoặc là có những cái mối liên hệ với các cái trường nghề, như trường nghề Việt Hàn, trường nghề Á Âu, để mình có bạn tham gia internship cho khoảng 3 tháng, và từ đó là các bạn ấy sẽ thấy thích công việc, các bạn ở lại. Và thực tế là chị cũng đã giúp được rất nhiều bạn sinh viên đang làm việc ở bộ phận lễ tân và housekeeping từ cái internship đó, và hiện tại các bạn đang perform cũng rất là tốt, và chị thực sự hài lòng về cái performance của các bạn. Ôi, em cảm ơn chị Liên, và đó chính là những cơ hội, những điều mà chị Liên vừa chia sẻ. Các bạn có thể hiểu thêm một phần về nơi mà chị Liên đang công tác và làm việc nha. Vậy thì còn anh Đức thì sao? Anh Đức có thể chia sẻ về vấn đề này với các anh chị và các bạn ạ. Về việc này đó, thì trong 12 năm hoạt động của khách sạn Intercontinental Sài Gòn đó, thì tính tới giờ phút này đó thì khoảng 90% nhân viên tuyển mới của khách sạn là từ những các bạn sinh viên thực tập. Đó, hiện tại đó thì khách sạn cũng đã ký kết đào tạo với rất nhiều trường đại học đó, và
mỗi 2 tháng, tức là cái chu kỳ khoảng 2 tháng đó, thì khách sạn có thể đón 15 đến 20 sinh viên ở các trường đó. Tất nhiên là cứ theo tuần tự để mỗi mỗi 2 tháng đều có một tốp mới đó, và hai bộ phận chính đó, là bộ phận housekeeping và bộ phận ẩm thực đó. Và những bạn làm rất là tốt hiện tại đó thì có rất nhiều các bạn đã trở thành nhân viên chính thức, hoặc là đã trưởng thành những cái lứa đầu đó thì bây giờ đã trưởng thành trong nghề, lên vị trí những cái quản lý ở các khách sạn 4 và 5 sao trong thành phố và trong khu vực đó. Thì hiện tại thì anh cũng rất tự hào đó là cái quy trình đào tạo ở khách sạn anh khá là ổn, với cái nguồn nhân sinh viên vào thực tập rất là dồi dào, và nhiều bạn phát triển được trong suốt thời gian qua. Và cũng là cơ hội rất là nhiều để các bạn sinh viên đó, ngoài ra đó thì trong các buổi trao đổi với các trường đó thì anh cũng tham gia nhiều vào những cái buổi nói chuyện về hướng nghiệp cho các bạn đó. Và cho ngoài cái hình thức mà đào tạo 2 tháng đó thì chúng bọn anh cũng có rất nhiều cái buổi mà kiến tập để giới thiệu về các bộ phận housekeeping cho các bạn sinh viên, để người ta có cái nhìn tổng thể về cái khách sạn. Và anh cũng thường nói sinh viên là có rất nhiều cửa để mà vào khách sạn đó, và bạn cứ làm bất cứ một cái nghề gì đó và một thời gian đó thì các bạn sẽ thấy là tất cả những cái kiến thức cho dù vị trí nào ở trong khách sạn cũng rất là cần thiết cho cái chặng đường sắp tới của mình, cho dù là cái đầu vào của mình có thể là một nhân viên phòng, một nhân viên bưng bê bàn, hay là một anh chuyển hành lý cho khách. Tất cả những cái kinh nghiệm đó đều rất là quan trọng. Em cảm ơn những chia sẻ của anh Đức và những chia sẻ của chị Liên, những cơ hội nghề nghiệp thực tế từ anh chị truyền tải đến các bạn. Và cảm ơn tất cả lượng thông tin tuyệt vời mà anh chị đã trao cho anh chị và các bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Và nếu như đây chính là thời gian để chúng ta trao đổi trực tiếp với hai vị diễn giả đây, phần tiếp theo đó là Q&A. Tất cả quý vị sẽ được trao đổi trực tiếp bằng cách raise hand để có thể đặt câu hỏi trực tiếp, hoặc là mình có thể ghi câu hỏi vào phần hợp chat nha. Còn trong khi ban tổ chức sẽ tổng hợp phần câu hỏi anh chị gửi về trong chương trình ngày hôm nay, thì các tường xin phép được hỏi chị Liên và anh Đức trước câu hỏi khi mà trong form đăng ký mà anh chị đã gửi về. Đó là các tường nhận thấy là được quan tâm bởi rất nhiều đối tượng tham đây là câu hỏi mà được rất nhiều đối tượng tham gia quan tâm. Xin mời chị Liên và anh Đức cùng trả lời câu hỏi này nha. Đó là ngành khách sạn phục hồi sau dịch thế nào, và công tác nhân sự cho bộ phận room division cần phải thay đổi như thế nào cho phù hợp ạ. Dạ, em xin phép gửi câu hỏi này đến cả hai anh chị. Em mời chắc là em mời chị Liên trả lời trước phần này ha. Ok em. Rồi, cái câu hỏi này mà nhiều người đưa ra là nó bao gồm hai phần. Thứ nhất là ngành khách sạn phục hồi sau đại dịch như thế nào, và thứ hai là công tác nhân sự của bộ phận rooms division cần phải thay đổi thế nào cho phù hợp, đúng không? Thì chị xin phép đi đến cái điểm đầu tiên, đó là phục hồi sau dịch như thế nào. Thì theo như chị thấy thì đối với ngành khách sạn hiện tại bây giờ thì con đường phục hồi sẽ là một cái quá trình liên tục, và thực ra là nó ở cái mức độ là một cái mức độ nào đó là nó không nằm ở trong kiểm soát của chúng ta, bởi vì là cái con virus nó quyết định cái thời điểm ngành công nghiệp của chúng ta sẽ quay trở lại và thành công ở mức độ nào đó, bởi vì nó quá nhiều các yếu tố ngoại cảnh nó tác động trong cái ngành dịch vụ của chúng ta. Cái ngành dịch vụ và du lịch của mình, khách sạn của mình nó bị ảnh hưởng nặng nề, và nó cũng làm cho cái hành vi tiêu dùng của khách hàng mà thay đổi. Các khách sạn hoặc là công ty du lịch đều phải tìm ra cái nguồn nhân lực sau này, là phải tìm một cái nguồn nhân lực mới do nó bị giảm đáng kể, do là quá nhiều người bị mất việc, họ đã chuyển ngành nghề sang các cái ngành khác mất rồi, ngành bảo hiểm hoặc là ngành ngân hàng đó. Thì cho nên là cái đấy cũng là một cái mà các khách sạn cần phải lưu tâm. Rồi là cái tìm nguồn khách mới cho thị trường, bởi vì là cái nguồn khách cũ của chúng ta nó đang bị ảnh hưởng, và cái thị trường khách đó nó có thể là nó chưa phục hồi lại được nhanh chóng. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải tìm một cái nguồn khách mới, và theo những cái thông tin mà được nhiều người cùng đồng ý, đó là chúng ta cần phải tập trung vào cái thị trường nội địa và trong cái thời điểm trước mắt này, sau đó thì mới là cái thị trường khách quốc tế.
rồi là cái việc mà đưa ra các cái mức giá như thế nào để có thể kích cầu, thì một cái thực tế cho thấy là các khách sạn hiện tại đưa ra cái mức giá rất là thấp để kích cầu. Cái này là việc phải làm trong trước mắt, do là hiện tại bây giờ cái sự chi trả của khách hàng họ không có willing chi trả cao, mà họ đang quen với cái việc là cái mức giá của các khách sạn 4 năm sao bây giờ giảm xuống khoảng bằng một nửa so với trước đây. Thì trong cái thời gian trước mắt này là các khách sạn cũng đang cần phải có những cái mức giá phù hợp, và dần dần sau này mới tìm được cái cách để mình nâng rất chất lượng dịch vụ và thêm sản phẩm để có thể nâng giá trở lại với như là trước đây. Và một cái nữa đó là cái thói quen du lịch của khách bây giờ cũng thay đổi rồi. Khách họ cũng muốn tránh xa những cái nơi đông người, và họ muốn dành nhiều thời gian đi với gia đình và đến những cái nơi mà cái, có thể là cái khả năng đi lại, cái khả năng quay trở về nhà nó nhanh hơn là so với trước đây. Tức là họ không biết là họ có bị tắc lại ở cái nơi du lịch không. Thế cho nên là cái việc mà quyết định đi xa cũng là một cái mà họ consider. Và khách hàng cũng sẽ thích lưu trú tại những cái khu nghỉ dưỡng mức hơn, do là bị nhốt trong nhà nhiều lâu quá rồi bây giờ thích đi nghỉ ngơi thư giãn. Đó là về vấn đề khách, cái ngành khách sạn này. Còn về vấn đề nhân sự cho bộ phận của rooms ấy, thì từ những cái khó khăn mà ngành khách sạn đang phải đối mặt, thì các bạn nhân viên trong bộ phận rooms division nói riêng và những khách sạn nói chung ấy, thì chúng ta cần phải năng động và thích ứng với thay đổi nhiều hơn. Do là ngành của mình cũng đang có rất nhiều thay đổi rồi, chúng ta cần phải cập nhật kiến thức và rèn luyện những cái kỹ năng hoặc là cái quy trình mới mà nó gắn với cái việc phòng chống dịch. Ví dụ như là việc sắp xếp phòng ở có cần phải giãn phòng ra không, rồi là cái việc giặt ủi như thế nào để đảm bảo đúng cái quy trình mới này, rồi là khách hàng bây giờ có thể thích hơn cái dịch vụ là home delivery service này, hoặc là ở Quế Tân thì có thể là cái contactless payment, có nghĩa là khách hàng họ chuyển khoản hoặc là họ thanh toán bằng QR code thay vì là thanh toán bằng tiền mặt như trước kia. Thì đấy là những cái thay đổi đang diễn ra ở trong ngành mà các bạn nhân viên cần phải thích ứng và bắt kịp được cái thay đổi đó. Thứ hai là các cái biện pháp áp dụng về an toàn lao động mới cũng được đưa vào, đó là bây giờ các bạn phải đeo khẩu trang này, phải vệ sinh thường xuyên cái khu vực làm việc và các cái khu vực công cộng, rồi là các cái touch point mà khách hàng hay sử dụng như là máy này, cửa cánh cửa này, quầy lễ tân, thì những cái đó là các bạn ấy cũng phải cho vào trong cái quy trình làm việc mới đó. Một cái nữa đó là cái đội ngũ lễ tân hoặc là đội ngũ nhân viên, kể cả housekeeping cũng thế thôi, là chúng ta bây giờ cần phải làm việc đa năng hơn, thực hiện được nhiều công việc hơn để giúp cho cái khách sạn của mình thích ứng được với cái nhu cầu là chi phí lao động, để bỏ ra một cái chi phí lao động phù hợp, không ảnh hưởng đến, mà nó vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Đó là cái quan trọng. Rồi là sự linh hoạt về thời gian làm việc của các bạn cũng cần phải được để ý. Tức là các bạn có thể làm sáng, làm chiều hoặc làm ca gãy đó, để nó giúp hơn, nó tốt hơn cho các SOD để họ sắp xếp để làm việc. Bởi vì là bây giờ mình cần phải tối ưu hóa cái lượng người trong tay mình có, cho nên là những cái đó là cái mà họ sẽ expect từ nhân viên của mình. Rồi là chúng ta sẽ cần phải thức thời hơn với các cái nhu cầu của khách hàng. Ví dụ là họ muốn hạn chế tiếp xúc, họ không có muốn ra quầy và nói chuyện nhiều với cả nhân viên nữa, mà là có thể họ sẽ thích nói chuyện qua tin nhắn hoặc là qua email hơn. Cái đấy cũng là cái mà chúng ta cũng phải bắt kịp. Thì đấy là những cái mà chúng nghĩ là nhân viên khi mà quay trở lại làm việc trong cái giai đoạn mới này cần phải để ý vào. Em cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Liên rất nhiều. Vậy thì còn anh Đức thì sao? Anh Đức có quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ? Chị Liên Hoàng đã trả lời rất là đầy đủ về chi tiết rồi. Đã có bao gồm các kỹ năng của nhân viên đòi hỏi. Thì anh cũng chỉ bổ sung thêm một vài vấn đề thôi. Chẳng hạn như là bất kể nhân viên nào, cho dù là phòng hay là bộ phận tiền cảnh đó, thì trong thời gian tới đó cần phải nắm rõ cái quy trình mới khi mà phục vụ khách mà không qua tiếp xúc thì là như thế nào đó. Nếu mình bước tới làm phòng đó, nếu mà gặp khách đang ngồi trong đó thì mình sẽ có thái độ như thế nào, hoặc là mình trao đổi như thế nào với khách. Tất cả những việc đó là nhân viên lễ tân đã nói chuyện trước với khách rồi đó, thì mình sẽ không có bối rối gặp những tình huống như vậy. Cái thứ hai nữa thì nhân viên mọi bộ phận bây giờ đó thì hạn chế những công việc về giấy tờ mà chuyển sang là online hết.
đó, để mà tránh cái trường hợp một tờ giấy đó cầm đi lấy chữ ký đó, dính vào biết bao nhiêu người khác đó, ví dụ như vậy đó, chuyển phòng đó, mọi sự cũng phải làm online luôn, mình nhấn vào cái dùng cái smartphone của mình đó, để mà chuyển từng trạng phòng, và bên bên lễ tân nó cũng nhìn vào đó để thấy phòng đó được hay là chưa đó, ví dụ như vậy, để mà tránh cái trường hợp mà giao tiếp nội bộ và giao tiếp với khách hàng đó. Nhu cầu của khách hàng là trong thời gian tới đó, thì như chị Liên Hà nói cũng rất là chính xác thôi, sẽ thay đổi rất là nhiều đó. Hiện tại đó thì mình cũng chắc chắn nói là khả năng hồi phục cũng rất là lâu, nhưng trước tiên đó, thì nhu cầu nó vẫn có, tức là những người đó, đã quen ở gần với khu vực của chúng ta, khách sạn chúng ta đó, người ta cảm thấy an toàn thì sẽ tới đây, hoặc là người ta sẽ có cái nhu cầu về công tác, về mở những doanh nghiệp ra đó thì phải có chuyên gia tới đó, thì bắt buộc sẽ có một số người á, người ta tới ở khách sạn mình, thì nhân viên khách sạn cứ bất cứ một ai tới đó thì mình sẽ áp dụng quy trình chuẩn để bảo đảm an toàn cho khách, bảo đảm an toàn cho nhân viên đó, và bảo đảm an toàn cho cả cái đối tác như những nhà cung cấp hoặc là nhà thầu hoạt động trong khách sạn nữa đó, thì mình sẽ áp dụng nghiêm ngặt những quy trình mới đó. Thì khi mà khách thấy khách sạn vận hành có khách rồi nhưng mà không xảy ra những cái tình huống lây lan dịch bệnh hoặc là lây lan thứ cấp, tức là từ khách lây qua nhân viên hoặc là ngược lại đó, thì khách sẽ lôi kéo những người mà đang quan sát ở xa đó, người ta sẽ tìm tới. Tại vì cái dẫn chứng là một khách sạn mà hoạt động 40-50%, anh nói ví dụ đó, mà trong một thời gian 8 tháng đó không nghe trên cái tờ báo hay không nghe headline đó một cái vấn đề gì xảy tới với khách sạn đó, thì mặc nhiên đó, những người quan sát sẽ suy nghĩ là khách sạn đó là làm ăn đàng hoàng và nó sẽ có cái khách có nhu cầu nó sẽ dám bước chân vào đặt phòng vào đó. Thì bất cứ một khách nào, cho dù khách đầu tiên, khách thứ hai mà tới khách sạn chúng ta đó, thì nhân viên phải chuẩn bị tâm thế để mà đón nhận và trang bị tất cả những kiến thức kỹ năng đó, và để mà phục khách trong giai đoạn mới này đó, thì yếu tố an toàn đó, an ninh đó, được đặt ra là cao nhất, và tất cả những cái yếu tố khác đó, nó không qua khỏi cái vấn đề an toàn cho khách lưu trú và an toàn đó, cho tất cả mọi con người trong khách sạn đó, kể cả nhân viên đó. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Đức, cũng như là tất cả lượng thông tin của anh Đức và chị Liên vừa gửi đến tất cả anh chị và các bạn nha. Và câu hỏi tiếp theo, đó, em xin gửi đến anh Đức về câu hỏi này, đó là cách quản lý nguồn nhân lực về con người để vận hành bộ máy trong team của anh Trần Đức theo những tiêu chí nào? Và anh có thể kể một vài sự trật nhịp hay là những kỷ niệm đáng nhớ khi mà anh đứng trên cương vị lãnh đạo, anh phải nhún nhường hay là điều chỉnh hay là phải lắng nghe bằng cái tâm của mình, anh có thể kể cho mọi người nghe được không ạ? Việc này thì cũng là câu chuyện thật thôi. Khi làm quản lý đó thì mỗi giai đoạn nó có một cái khó khăn riêng đó. Thì trong thời gian qua đó thì cách đây cũng khoảng chừng 5-6 tháng rồi, khi mà khách sạn tắt đèn đó, không có ai mà vào khách sạn nữa đó, thì bao giờ cũng vậy, cái người quản lý như anh cũng chịu sức ép là bị vô dư lao động, vô dư lao động đó. Và khi mà chủ đầu tư và ban quản lý đó, người ta yêu cầu là giảm nhân viên đó, thì cái đó là rất là đau đớn các bạn. Những người làm với chúng ta rất là lâu rồi đó, nhưng mà bây giờ cũng ngoài cái lý do mà giảm nguồn nhân lực ra đó, thì không còn một lý do nào khác. Người ta vẫn làm việc chuyên ngang, vẫn có mong muốn làm việc từ kia đó, nhưng cái số lượng nó phải giảm đó. Thì khi mà lúc đó thì mình phải có những cái quyết định đưa ra đó là rất là khó khăn đó. Thì anh nhớ là sau khi mà có một số bạn tự nguyện nghỉ ha, và có những cái số bạn đó thì do hợp đồng ngắn đó, dưới một năm đó, thì người ta cũng nhận cái tiền đền bù thỏa đáng để mà nghỉ đó, thì vẫn còn sót lại đó, một vài bạn vẫn tiếp tục mong muốn ở lại làm việc đó. Thì trong đầu anh suy nghĩ một đêm đó, anh quyết định là mình sẽ tạo cơ hội để các bạn đó tiếp tục làm việc, nhưng mình không nói ra đó, và mời tất cả những bạn đó tới trao đổi về tâm tư nguyện vọng người kia, để mà mình có nhiều cái thông tin hơn để mà đề đạt lên ban giám đốc đó giữ lại đó. Thì cái buổi đó thì có một cái phần đó, anh cứ nhớ là tình cờ thôi, anh nghĩ là thôi bây giờ các anh các chị và các bạn đó, trong thời gian qua mà có việc gì unhappy với em với anh đó, thì cứ nói ra thẳng thắn ở đây đó. Thì
Thông thường thì khi mà một ekip interview có một người thôi thì mình trao đổi thì đôi khi thì người ta nói thôi đã nghỉ rồi thì người ta cũng không nói ra, nhưng mà khi mà có một nhóm đông khoảng từ 10 người đó thì lúc đó là người ta rút hết ruột tâm can ra đó, và lúc đó mình sẽ có cái cơ hội là mình nhìn được một con người của mình, hình ảnh con người trong cái suy nghĩ của người ta như thế nào đó, và cho dù cái những lời đó khó nghe hay mọi thứ gì kia thì mình cũng phải chấp nhận đó là cái hình ảnh thực. Mà trong ít nhất là đối với những người như vậy đó, người ta nhìn thấy mình như vậy đó và rất hữu ích cho mình để trong thời gian tới đó mình có thể sửa được, là trong thời gian tới mình làm cách nào để mà thay đổi những cái suy nghĩ đó. Và sau cái buổi nói chuyện đó đó thì anh cũng công bố là tất cả mọi người sẽ tiếp tục ở lại làm việc đó, và tất cả những ý kiến đó đó thì anh lắng nghe và anh cũng giữ cho riêng mình. Anh nói là thôi cái đó là rất là cảm ơn, cái lời nói khó nghe đó nhưng mà lời nói thật đó thì mình phải trân trọng, phải trân trọng và đó, và nó cũng giúp ích cho rất nhiều. Và trong thời gian tới đó, những cái nào mình sẽ sửa được đó, mình sẽ sửa để cho nhân viên nó có sẽ nhìn được cụ thể là những người đó sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của mình trong cái suy nghĩ của người ta sẽ khác đi. Đó là những cái giai đoạn khó khăn mình đã trải qua đó, và cho tới giờ phút này đó thì anh cũng phải khẳng định luôn là cái thời điểm đó mình đã đưa ra một số quyết định rất là chính xác. Tại vì một vài tháng sau thôi, đột ngột một ngày đó thì anh nhận được cái yêu cầu của nhà quản lý, cái ban giám đốc đó, là khách sạn phải mở cửa full để đón khách đó. Với số người sụt giảm như vậy rồi đó, và mình chỉ có 2 ngày để turnover đó, tức là các bạn tưởng tượng khách sạn mà đóng cửa một năm đó, mà chỉ có 2 ngày để làm cho mọi cái nguồn máy nó hoạt động trở lại đó, thì có rất nhiều cái mình phải chuẩn bị trước đó, thì may là nó sẽ giúp ích được. Chẳng hạn như mình vẫn duy trì cái tình trạng bảo quản phòng ở luôn ở mức tốt này, rồi nhân viên lúc đó là được motivate, người ta đã thấy là cái cơ hội để mà mình đóng góp nhiều hơn vào cái thành công, tức là đây là mình không thể để mất cái đoàn khách này được đó, mọi người cứ dồn và mọi người nỗ lực lần 2 lần 3, có khi làm tới buổi đêm luôn để mà kịp giờ đó đón cái thử khách đó. Thì anh nói là nhờ khi mình nhận định đó là cái khó khăn nó chỉ là tạm thời thôi, lúc đó nếu mình cứ chỉ chăm chăm vào việc mà giảm người đó, bất kể lý do nào đó, thì khi mình gặp chuyện đó mình cần đó, thì có thể người ta sẽ quay lưng, người ta sẽ không có mặn mà với những cái đòi hỏi của khách sạn đặt ra là trong một thời gian ngắn sẽ bảo đảm làm sao. Và cái thời gian mà mở đó anh nhớ rất rõ là có rất nhiều bạn đó không có tới được cái chỗ làm, tại vì nhà bị răng dây này, bị phong tỏa này đó, thì những bạn còn lại đó có thể làm gấp 2, gấp 3, gấp thậm chí gấp 4 lần của người bình thường đó, để mà trong thời gian ngắn với con số mà đã giảm sút rất là nhiều rồi đó, khách sạn vẫn đón được cái đoàn khách lớn, và cái công suất phòng từ 0%, từ 3% lên tới 70% luôn đó, và đón thêm cả khách nhân viên khách sạn ở lại 3 tại chỗ nữa đó. Thì những cái khó khăn qua thì sau khi nhìn lại em cảm thấy là rất là hài lòng với những cái mà quyết định của mình trong thời gian đó. Dạ em cảm ơn anh, cảm ơn vì những kỷ niệm rất thực tế cũng như là những chia sẻ chân thực đến từ anh Đức ạ. Và chị Liên ơi, em xin phép gửi câu hỏi tiếp theo đến chị Liên, đó là một tiêu chuẩn của một khách sạn như thế nào thì mới có bộ phận room division, bởi vì hầu hết khách sạn ở Việt Nam thì không có bộ phận này và không có chức danh room division manager hoặc là room division director. Dạ em xin gửi câu hỏi này đến chị Liên ạ. Cảm ơn em. Thực ra bạn là tiêu chuẩn vì nó không phải, chị xin quay lại cái nội dung về vấn đề sơ đồ tổ chức bộ phận, thì nó sẽ quyết định ra cái việc là cái structure của bộ phận nó nên là như thế nào. Đúng là không nhiều khách sạn các bạn nhìn thấy có cái vị trí gọi là room division hoặc là director of rooms. Tuy nhiên cái này nó tùy thuộc vào cái size của khách sạn của các bạn, nó to đến đâu, quy mô của các bạn đến đâu ạ. Bởi vì có một số khách sạn thì front office manager nó cũng ách tương đương với cả cái vị trí là room division manager, chỉ có là cái title khác nhau, nhưng mà thực tế là cái công việc của người ta làm là nó chuyên sâu. Và front office manager thì đương nhiên là họ không có manage cái bộ phận housekeeping, bởi vì là cái khách sạn đó những cái vấn đề về front office nó quá rộng, quá lớn. Ví dụ như là họ có một cái đội lái xe rất là nhiều đi. Chị xin quay lại cái kinh nghiệm của chị với khách sạn cũ là gì.
riêng bộ phận front office không tính rooms nha, và không tính housekeeping là 100 người. Thì nó cũng tương đương với cả cái lượng nhân viên của một số khách sạn khác ở cả front office và cả housekeeping cộng lại mất rồi. Thì bởi vì sao mà lại phải tách ra như thế? Bởi vì là quá nhiều nhân sự, quá nhiều những cái mảng cần phải chăm lo, thì cho nên là mình càng phân bổ cái chia cái trách nhiệm chuyên sâu và kỹ càng hơn, chi tiết hơn, thì cái hoạt động của khách sạn đó nó sẽ làm được một cách trơn tru hơn. Thì đấy là cái lý do vì sao mà sẽ có khách sạn bạn nhìn thấy là có Women Vision và có khách sạn không. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Liên. Em cảm ơn chị và chắc là các anh chị và các bạn cũng đã hiểu thêm được về cái, những điều mà chị vừa chia sẻ về cái chức danh này. Và câu hỏi tiếp theo các bạn đã gửi đến cho anh Đức, đó là mình hay nói lễ tân và room division như là răng với môi ấy, nó là hai bộ phận làm việc gần gũi và tương hỗ với nhau. Ở khách sạn anh Đức làm có khi nào mà môi hở răng lạnh không? Tức là có xảy ra những cái mâu thuẫn hay là những cái gì mà trái ý với nhau, và mình đã giải quyết điều đó bằng cách nào ạ? Dạ anh ơi, chắc là anh chưa mở mic ạ. Rồi anh cũng trả lời luôn đó là nếu mà nhìn vào cái trải nghiệm của khách từ khi mà khách check in tới khách check out đó, thì tất cả mọi nhân viên, kể cả nhân viên nhà hàng luôn, không chỉ là nhân viên lễ tân một phòng đó, đều đóng góp rất là nhiều. Chẳng hạn như là các bạn cũng thấy là bây giờ có tất cả những comment của khách đó, khi mà khách đó anh hết đi với một nhân viên nào đó đó, thì người ta chửi cả khách sạn luôn, và tất cả những bạn khác đó cùng chấm điểm rất là thấp. Đó nên mình đừng có nghĩ là mình làm tốt rồi bạn khác không làm tốt đó, thì mình sẽ thoát được đâu. Tại vì ngay cả chị Liên Hoàng cũng biết rất là rõ là mình bị chửi anh theo rất là nhiều đó. Nếu mà vào trong nhà hàng anh mà nhân viên đợi nửa tiếng mà không ra được cái opla, hoặc là đợi một tiếng sau quên mất thực đơn luôn đó, là nhân viên lễ tân là đánh đủ, ví dụ như vậy. Hay là nhân viên làm phòng đó, thì tất cả nhân viên phân lớp khách đều là phải nghe những cái lời chửi của khách đầu tiên hết, rồi kế đó thì mới chuyển cái lời thanh thiện của khách cho nhân viên housekeeping đó. Nên và nhân viên phân lớp khách cũng rất là giúp nhân viên housekeeping rất là nhiều, là cung cấp tất cả mọi thông tin mà khách yêu cầu đó kịp thời, để mà nhân viên housekeeping đó chuẩn bị phòng được tốt hơn. Và thậm chí trong những khách sạn lớn nó còn có quy trình nhân viên regulation đó, đi kiểm tra lại một phòng cuối, lần cuối đó, để cho trước khi thức vào, để mà bảo đảm không miss những cái mà yêu cầu từ khách nữa, tức là có cái sự kiểm tra khéo. Nên hàng ngày đó thì nhân viên housekeeping và phân lớp khách làm việc rất là thân với nhau đó, kể cả việc phân bổ phòng, housekeeping mách nước là phòng nào nên bán trước, phòng nào để từ từ đó, ví dụ như vậy, để tránh trường hợp đó mình đặt sai phòng đó, bán những cái phòng mà đang bị hư hỏng hóc rất là nhiều đó, mà trong khi đó mình những cái phòng mà ready rồi đó, thì mình lại để chờ hoài đó. Thì thông tin hàng ngày giữa hai bộ phận đó, như anh với em đó, thì cho tới giờ phút này thì mình thấy là cái người mà quản lý của hai bộ phận đó cũng phải như vậy luôn. Nếu mà nhân viên thấy người quản lý mà có những cua răng với nhau đó, thì người ta sẽ đứng về phe, giống như là người ta sẽ ghét luôn bên đó luôn. Nhưng mà mình đứng ra mình chan hòa, mình bao giờ cũng coi như em trong nhà, và tất cả những việc nào có thể giải quyết trong phạm vi nội bộ đó, mình giải quyết trong phạm vi nội bộ, không có đứng mét nhau. Nếu ví dụ như vậy đó, thì nhân viên sẽ cảm thấy là mình là anh em một nhà. Tất cả những cái mà khách chửi đó thì ai cũng là nhận trách nhiệm đó. Nhân viên phân tích khi handle với khách ấy, thì nói là tôi là xin lỗi ông về cái việc này đó, ví dụ như vậy. Chứ không nói là đấy là nhân viên hay cái đừng làm đó, nhân viên quên làm phòng của ông rồi thôi để tôi la nó, ví dụ như vậy đó. Thì nhân viên housekeeping cũng cảm thấy là mình đưa ra phía trước đó để mà xin lỗi khách rồi, mà trong khi nếu mà cái anh mà đứng ra giải quyết công việc đó là hồi nãy tôi đã xin phép rồi, và lát nữa tôi sẽ đi cho một cái phần amenity để lên xin lỗi cho khách luôn, và bây giờ từ giờ về sau các anh các chị đấy chỉ chú ý hơn về việc đó thôi, thì trong công việc có nhẹ nhàng như vậy đó. Thì tôi cảm thấy là rõ ràng có người thông cảm với mình, tức là đứng ra là handle tất cả những cái thắc mắc đối với khách đó. Thì như vậy thì người ta cảm ơn không hết, chứ cũng không có vấn đề gì mà môi hở răng lạnh hay là những cái mà trong nội bộ với nhau đó. Thì đó là anh có cái nhìn của anh về hai bộ phận đó là như vậy. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều về câu trả lời này.
Và tiếp theo một câu hỏi mà một bạn gửi về cho chị Liên, đó là theo em được biết á, thì nhân viên làm ở các resort khi mà được thuyên chuyển lên các hotel ở các thành phố lớn á, thì thường không thích nghi được lịch trình làm việc và ngược lại. Vậy thì cho em hỏi là làm sao để mà nhân viên khi mà được thay đổi môi trường làm việc như vậy thì sẽ thích nghi ngay khi mà nhận việc ạ? À? Em cảm ơn. Dạ em xin gửi đến chị Liên ạ. Để trả lời được câu hỏi này thì chị nghĩ là chị phải hỏi lại là các bạn có muốn làm hay không. Còn cái việc mà bảo là thích nghi thì nó cũng sẽ quay lại cái thông tin chị vừa mới nói là đã là nhân viên khách sạn mà lại là sau cái thời Covid này thì các bạn cần phải adapt hơn và flexibility hơn. Và để mà có thể làm tốt được công việc của mình thì mình cũng nên chấp nhận cái sự mobile, có nghĩa là gì? Nên thử nhiều chỗ khác nhau, bởi vì là mỗi một cái chỗ khác nhau nó sẽ đưa cho các bạn cái lượng kiến thức cũng như là cái mối quan hệ khác nhau, và để các bạn có thể làm tốt hơn, bởi vì mình sẽ nhìn được ở cái công việc cũ ở cái con mắt khác. Thì để bảo là nó có khác hay không thì chắc chắn là có khác, có dễ chấp nhận hay không thì tùy thuộc vào từng người. Đương nhiên là làm việc ở thành phố thì cái tần suất công việc nó cực kỳ là hard, tức là nó rất là bận. Còn làm việc ở resort thì nó thảnh thơi hơn. Đấy là thường thường mọi người nhìn thấy như thế. Nhưng mà tuy nhiên thì là sẽ có những cái moment check in hoặc là check out vào những cái đoàn lớn. Thì cái tính chất công việc nó cũng khá là tương đồng. Chỉ có điều là cái pace làm việc ạ. Trong một ngày gọi là gì? Cái tần suất công việc, cái sự giãn cách giữa các cái đầu giờ của mình nó không bị dồn dập như là ở thành phố. Vì thành phố như là trước chị làm khách sạn thì là 8 giờ là khách cần phải check out đi hạ long bay đi, thế là từ 8 giờ đến 8:30 là nhân viên họ check out liên tục, một nhân viên các bạn có thể check out đến 30 phòng đó. Thì mình quen với cái việc đó. Còn khi mà mình ở resort thì khách họ đến họ relax, mình phải lại phải swap qua một cái standard khác. Là bây giờ khách họ cần cái gì? Lúc trước là khách họ cần phải nhanh, cần phải làm nhanh để họ đi. Khách business cũng cần phải làm nhanh để đi. Nhưng khi mà khách đến resort là họ cần một cái sự relax, một sự quan tâm. Tạo cảm giác gọi là gì? Đến đây để tôi đi thư giãn. Là chúng ta sẽ lại đổi cái cách làm việc của mình đi thôi. Đó, thì cái này thì mình phải thay đổi để mình làm tốt được công việc của mình nếu mà mình thích cái ngành này. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của chị Liên. Vậy thì bây giờ có một câu hỏi tiếp tục và nó cũng khá là thực tế. Em xin gửi cho chị Liên. Đó là một đoàn khách có tổng số phòng bằng 50% tổng lượng phòng của khách sạn. Họ yêu cầu được nhận phòng sớm và cho đoàn vào lúc 9 giờ sáng và đồng ý trả 50% tiền phòng. Thời điểm yêu cầu thì cách ngày đến một tháng. Vậy thì theo anh chị là mình có đồng ý hay không? Và mình cần phải dựa vào yếu tố nào để quyết định ạ? Bây giờ bảo có thêm business đến, có thêm tiền đến thì không ai là không thích đúng không? Thì tuy nhiên là chúng ta cần phải xem là cái tiền này nó có đáng hay là không đáng. Cái này thì chị chắc là phải nhờ anh Thuận, anh ấy đưa thêm cái forecast đi cho xem là một tháng tới là cái lượng phòng khách sạn có là đến đâu để chị quyết định xem chị có nhận hay không. Thì cái này nó hoàn toàn nó phải dựa vào cái việc là tình hình kinh doanh của khách sạn trong một tháng tới theo như bình thường dự báo của bên revenue. Anh phần này thì anh nghĩ rằng nó không liên quan nhiều đến phần của chị Liên, mà nó liên quan ở các khách sạn lớn thì nó liên quan đến cái phần sale và revenue management, vì đó là bộ phận để quyết định cái việc là có nhận business hay không đó. Thì thông thường á thì anh cũng trả lời cho mấy bạn là những cái đoàn lớn như vậy thì thường là đồng ý trả tiền sớm để vào trước, trả tiền để thì thật ra là khách sạn thì đều welcome thôi. Nó là thêm nguồn thu mà như chị Liên chỉ mới nói, có thêm tiền mà, why not? Đúng không? Tuy nhiên là còn phải coi là cái giai đoạn đó, tức là revenue còn phải tính toán được. Bây giờ tụi anh có một cái thuật ngữ là phải tính toán được displacement, rồi tính toán được cái được và mất là những cái thứ gì. Thì từ đó mới đưa ra được cái quyết định là nên hay không nên. Đó, chứ còn ví dụ như ngày hôm đó anh ví dụ như là khách sạn đang trống coi như là occupancy không có bao nhiêu phòng hết chẳng hạn, thì why not, thì chơi luôn chứ ngại ngùng gì, đúng không? Và nếu như mà ngày hôm đó đang đông quá chừng mà trong khi có rất nhiều khách lẻ họ sẵn sàng trả giá cao hơn chẳng hạn, thì tụi anh phải cân nhắc lại, không nhận nữa,
để dành một ít phòng để còn đi bán cho lẻ chẳng hạn, thì cái đó thì phải cân nhắc tính toán hả. Thì thông thường nếu mà trước một tháng thì anh nói là vẫn còn cơ hội để bán cho khách lẻ chứ không phải là hết, thì phòng là trước một tháng là vẫn còn nhiều cơ hội lắm hả. Thì cái này là cái phản hồi ở góc nhìn của một người làm revenue management. Cảm ơn anh Thuận. Em cảm ơn những chia sẻ của anh Thuận Đào, anh Đào Quang Thuận rất nhiều, và có lẽ là sự xuất hiện của anh Thuận cũng như là chia sẻ về những thông tin vừa rồi và câu hỏi vừa rồi luôn cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta rồi. Buổi webinar đã diễn ra trong thời gian khoảng hơn 2 tiếng một chút xíu, và cái tuần rất tiếc bởi vì mình phải nói lời kết thúc ở đây, nhưng mà hẹn mọi người vào một chương trình tiếp theo của VHH nha. Còn ngay bây giờ thì Cát Tường xin được phép thay mặt ban tổ chức của Việt Nam Hospitality Hub, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Liên và anh Đức vì đã có mặt trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để đem đến những kiến thức và kinh nghiệm cho tất cả các anh chị và các bạn đang xem chương trình. Và không thiếu lời cảm ơn đến tất cả quý anh chị và tất cả các bạn sinh viên đang tham dự chương trình thông qua màn ảnh nhỏ. Tuy là mình không có mình không thể nào mà gặp nhau trực tiếp được, nhưng mà Cát Tường tin là mình gặp nhau thông qua internet như thế này thôi, mình cũng đã tiếp nhận được rất nhiều thông tin hữu ích rồi, và hy vọng rằng thông qua cuộc gặp gỡ và chia sẻ cùng với diễn giả thì đã mang đến cho mọi người những thông tin hữu ích về bộ phận Room Division và vai trò của bộ phận này, đồng thời cũng giúp anh chị và các bạn sinh viên sẽ có được thông tin về vị trí mà mình mong muốn hướng tới trong tương lai và giữ niềm tin vào sự trở lại của ngành du lịch sau dịch Covid này nha. Và các tường xin được gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Hoa Sen, Hotel Writing Blog, cộng đồng chia sẻ kiến thức ngành hospitality, nghề khách sạn và sinh viên và người mới vào nghề đã hỗ trợ truyền thông cho hoạt động lần này. Và rất mong sẽ gặp lại tất cả quý vị trong tuần sau. Các tường bật mí một chút là buổi webinar tuần sau sẽ tập trung vào việc thực tập của các bạn sau này đó nha. Và lời cuối cùng, các tường xin chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe, bình an trong thời gian này. Chúc các anh chị và các bạn sinh viên sẽ luôn vui vẻ, bình an, và sau dịch chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời và nhanh chóng hồi phục lại cuộc sống bình thường. Các anh chị và các bạn sinh viên đừng quên theo dõi trang Việt Nam Hospitality Hub cũng như là tham gia vào group VHH and Student để có thể tiếp tục tham gia với ban tổ chức trong những buổi webinar tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn VHH.